Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 179. Ở chung quanh hắn, còn có rất nhiều khí tức. Mịt mờ lại âm lãnh. Hắn biết, chủ nhân của những khí tức này đều đang chăm chú nhìn hắn. Lạnh lùng nhìn. Mà hắn, nhìn không tới, có khi thậm chí nghe không được. Ở chỗ này, hắn hoàn toàn trở thành một người điếc, một người mù. Hắn bây giờ không có nghĩ làm sao ra ngoài, chỉ nghĩ làm sao sống sót. Khá tốt lúc này đây Hồng Mông Tháp không có bị mất, bằng không thì, hắn có 10 cái mạng cũng phải chết ở chỗ này. Dương Diệp thời khắc đề phòng bốn phía, không dám chủ quan chút nào, mà ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, Đông Giới. Sau khi Dương Diệp biến mất, cường giả Lục Gia thở dài một hơi. Dương Diệp cho bọn hắn áp bách quá to lớn. Không chỉ bởi vì thực lực của Dương Diệp cường đại, còn một nguyên nhân khác, chính là tính cách của Dương Diệp. Người này là chuyện gì cũng dám làm. Mà bây giờ, Lục Gia không dám trêu chọc Dương Diệp. Đặc biệt là sau lưng Dương Diệp, còn có một vị siêu cấp cường giả kinh khủng. Đưa hắn đi là biện pháp tốt nhất rồi. Sau lưng Lục Ngôn Minh, một lão giả nói. Gia chủ, chúng ta tiêu phí giá cao đưa hắn vào ám thế giới, nếu như hắn không chết, chúng ta. Lục Ngôn Minh lắc đầu. Ở chỗ đó, hắn tuyệt đối không thể sống sót, coi như có thể sống sót, nhưng không có trận pháp truyền tống, hắn sao có thể trở về. Chẳng lẽ đánh trở lại? Ha ha, hắn là mạnh, nhưng hắn còn không có cường đại đến loại trình độ đó. Đừng nói hắn, coi như là cường giả mệnh cảnh, cũng không dám nói có thể ở đó giết đi ra. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía. Chúng ta đi thôi, lúc này đây, hắn chắc chắn phải chết. Nói xong, mọi người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Theo mọi người biến mất, trận pháp nguyên bản đưa Dương Diệp đi kia cũng đóng cửa, Dương Diệp muốn thông qua trận pháp trở về, đó là tuyệt đối không có khả năng. Trong ám thế giới, suy 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 suy. Ở trong thế giới đen nhánh này, không ngừng có thanh âm khiến da đầu người tê dại vang lên, một đạo tiếp một đạo. Thời khắc này tình huống của Dương Diệp rất không xong. Vô cùng không xong. Ở thế giới này, hắn cảm giác địch nhân của mình vô cùng vô tận, hơn nữa còn không giết được. Mới vừa rồi, một ám sinh linh tới gần hắn, hắn thi triển ra phương thốn kiếm vực, nhưng chẳng qua trọng thương đối phương, mà hắn thì bị đối phương trọng kích, thân thể thiếu chút nữa bị hủy. Nhưng ám sinh linh kia không có ra tay, bởi vì vừa rồi Dương Diệp phản kích mấy lần, mặc dù không giết được chúng, nhưng kiếm khí và kiếm ý cường đại kia, chúng cũng không dám khinh thường. Hao tổn. Hiện tại chúng muốn dây dưa Dương Diệp đến chết. Xa xa, Dương Diệp đứng ở nơi đó, ở quanh người hắn, trải rộng kiếm ý và kiếm khí. Những kiếm ý và kiếm khí này chính là một phòng hộ cháo, tác dụng rất lớn, bởi vì lúc những ám sinh linh kia tới gần hắn, hắn có thể bằng vào kiếm ý và kiếm khí trước tiên cảm ứng được. Trừ lần đó ra, hai tay phân biệt nắm một thanh kiếm, mà kiếm sát thì ở đỉnh đầu hắn. Kiếm sát phòng ngự địa phương trọng yếu nhất của hắn. Những ám sinh linh kia ưa thích đánh lén đầu của hắn, đầu không thể so với địa phương khác, một khi để cho chúng nó đắc thủ, đây tuyệt đối là vô cùng chí mạng. Có kiếm sát ở đây, những ám sinh linh kia cực kỳ kiêng kỵ, không dám giống như trước không kiêng nể gì cả. Dương Diệp cố gắng để cho mình tỉnh táo. Hắn biết rõ tình huống trước mắt của mình, hắn hiện tại, ở một địa phương ngay cả hắn cũng không biết, ở địa phương này, không ai có thể trợ giúp hắn chỉ có thể tự mình giúp mình. Hắn nhất định phải còn sống. Hiện tại đừng nghĩ làm sao ra ngoài, hiện tại chỉ có thể làm sao sống. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười rất dữ tợn, giờ khắc này, hung tính của hắn cũng bị kích phát ra. Dương Diệp hắn, cho tới bây giờ cũng không phải một gia hỏa hiền lành. Người ác, hắn càng ác. Chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém bay qua. Đằng sau đạo kiếm quang này, theo sát ba thanh kiếm. Chủ động xuất kích. Dương Diệp rất rõ ràng, hắn không thể cùng bọn người kia hao tổn, hắn nhất định phải động thủ, hắn phải chủ động xuất kích, nhưng ám sinh linh này mỗi cái cực kỳ hung lệ, hắn phải càng hung lệ, càng tàn nhẫn hơn mới được. Bằng không thì, hắn tuyệt đối không có bất kỳ đường sống. Nhưng ám sinh linh kia hiển nhiên cũng không ngờ Dương Diệp sẽ chủ ra tay, bất quá chúng cũng không lùi bước, ngược lại càng tàn bạo. Rất nhanh, từng tiếng kêu quỷ dị không ngừng vang lên, ngay sau đó, kiếm quang của Dương Diệp một đạo tiếp một đạo tan vỡ. Ước chừng một khắc sau,
Cả người Dương Diệp đột nhiên theo một đạo kiếm quang bay ra ngoài, bất quá khi hắn bay ra ngoài, tay trái của hắn bắt được một cái sừng gảy, cái sừng này đã đâm vào bụng của hắn. Máu tươi như nước suối phun. Đầu óc Dương Diệp xuất hiện ngây người ngắn ngủi, nhưng rất nhanh, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, để cho mình thanh tỉnh. Mà chung quanh, càng ngày càng nhiều ám sinh linh không ngừng lao tới. Hai thanh kiếm ở hai bên trái phải không ngừng xẹt qua, ngăn trở những ám sinh linh kia. Hai tay Dương Diệp nắm một thanh ý kiếm chống đỡ. Nhưng đúng lúc này, keng, một âm thanh đứt gãy vang lên. Thân thể Dương Diệp cứng đờ. Ở trước mặt hắn, một thanh kiếm đã đoạn. Kiếm gãy. Thanh kiếm gãy chính là kiếm tổ. Ở dưới sự bao vây tấn công điên cuồng của vô số ám sinh linh, cuối cùng nàng không chịu được nữa, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Cộng. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, tay phải hắn vẫy một cái, vội vàng thu kiếm tổ đã gãy vào bên trong hồng mông tháp. Mà lúc này, một thanh kiếm khác cũng đã sắp không kiên trì nổi nữa. Dương Diệp không hề do dự, trực tiếp đón kiếm thủ vào bên trong hồng mông tháp. Chỉ còn lại Chu. Khi hai thanh kiếm biến mất, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Không tiếng động chính là áp lực chí mạng nhất. Bởi vì ngươi căn bản không biết bọn họ sẽ ra tay vào lúc nào. Ở đó, Hơ Lai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Sau khi vết thương trên người hắn khôi phục sẽ lập tức lại xuất hiện vết thương mới, cứ như vậy tuần hoàn từ khi mới bắt đầu đến C bây giờ. Phần lớn những ám sinh linh ở đây đều là chủ cảnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ là chủ cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực kia còn mạnh hơn so với cường giả chủ cảnh bên ngoài rất nhiều. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì hoàn cảnh ở đây. Dương Diệp hít sâu một hơi, lần này thật sự là tuyệt cảnh của hắn. Ngay từ lúc đầu hắn đã sử dụng pháp tắc ám, nhưng cho dù là pháp tắc ám, hắn cũng không có cách nào nhìn thấy rõ xung quanh. Ở đây, pháp tắc ám của hắn không có tác dụng quá lớn. Ở đây, ám, đã vượt qua pháp tắc ám của hắn. Đừng nói pháp tắc ám, cho dù là kiếm vực xuất hiện cũng không có cách nào làm cho hắn thấy rõ được xung quanh. Vật chất ở đây là đen, dáng vẻ sẵn có của chúng đã là như vậy. Bởi vậy, trừ khi vượt qua phạm trù của thế giới này, nếu không nơi này chính là một mảnh tối đen, dùng cái gì cũng không có hiệu quả. Đúng lúc này, một tiếng động chói tai đột nhiên vang lên. Cách đó không xa, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại. Trong phút chốc, Chu trực tiếp xuất hiện ở trong tay phải của hắn. Ngay sau đó, hắn nghiêng người, sau đó chợt đánh xuống một kiếm. Suy, kiếm hạ xuống, dường như có gì đó bị xé rách. Dương Diệp cảm nhận được máu sôi trào. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, không chỉ có vậy, ở phía sau lưng cùng trước ngực của hắn xuất hiện thêm mấy vết cắt rất sâu. Ngay cả chính hắn cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào. Ở đây, ám sinh linh cũng không phải chỉ có một loại, mà có rất nhiều loại, thủ đoạn công kích của bọn chúng cũng không giống nhau, có khi là thuần lực lượng, có khi lại vô cùng quỷ dị. Xung quanh lại chìm vào trong sự yên tĩnh. Nhưng ám sinh linh này cũng không dám tùy ý ra tay, kiếm trong tay Dương Diệp sắc bén, một khi chúng bị chém phải thì không chết cũng bị thương. Bây giờ chúng muốn chậm rãi làm Dương Diệp kiệt sức mà chết. Vết thương trên người của Dương Diệp vĩnh viễn cũng không khỏi hẳn, vì chỉ cần vừa đỡ một chút, những ám sinh linh kia sẽ lập tức ra tay lần nữa. Tay phải của Dương Diệp cầm kiếm, ở quanh người hắn tản ra kiếm ý cùng kiếm khí sắc bén. Lần này, Dương Diệp không ngồi chờ chết. Giống như trước đây, hắn lại lựa chọn chủ động xuất kích. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở trong thế giới ám, trong phút chốc, một luồng kiếm quang chợt lóe lên, nhưng chẳng bao lâu liền bị bóng tối nhấn chìm. Trong bóng tối, cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp cuối cùng cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Ở đây không có thời gian, mỗi giây mỗi phút hắn đều phải duy trì tinh thần tập trung đối mặt với tất cả. Những ám sinh linh xung quanh dường như vô cùng vô tận, căn bản không giết hết được. Đương nhiên, hắn cũng có một chút thu hoạch, đó chính là bây giờ, hắn đã có kinh nghiệm hơn khi đối mặt với sự tấn công của những ám sinh linh này. Bây giờ năng lực phản ứng của hắn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Có thể nói, năng lực phản ứng này hắn trở nên mạnh mẽ là do những ám sinh linh này cứng rắn ép ra. Ngay từ lúc đầu, hắn không phản ứng kịp nên toàn thân đều bị thương. Cứ như vậy, hắn bắt đầu dần dần quen thuộc với cách thức công kích của những ám sinh linh. Không chỉ có vậy,
bản năng phản ứng chiến đấu của hắn càng mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy hắn vẫn bị những ám sinh linh này áp chế, nhưng không còn thê thảm giống như trước nữa. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp đối mặt với những ám sinh linh này đã bắt đầu có chút thành thạo. Mà kiếm của hắn cũng càng lúc càng xảo quyệt sắc bén hơn. Mỗi lần ra kiếm, ám sinh linh tới gần hắn không chết cũng bị thương. Ở trong hoàn cảnh này, hắn phải làm cho mỗi lần mình ra kiếm đều trực tiếp công kích vào vị trí quan trọng, nếu không, hắn chính là đang lãng phí sức lực, mà vào thời điểm này, lãng phí sức lực chính là chí mạng. Ở đó, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía xa, hai mắt hắn nhắm lại. Ở đây, mắt căn bản không có ích lợi gì. Bây giờ hắn phải dựa vào tai cùng năng lực phản ứng của bản thân. Xung quanh đặc biệt yên tĩnh. Những ám sinh linh này thích nhất loại tâm lý áp lực như vậy. Dương Diệp cầm kiếm đi khoảng một khắc, đột nhiên, thân thể hơi dịch chuyển sang bên. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn chợt cắt ngang. Kiếm quang chợt hiện. Suy. Ầm. Một vòi máu từ trên mũi kiếm của Dương Diệp bắn ra, hắn trực tiếp lùi về phía sau trăm trượng. Khi Dương Diệp ngừng lại, trên thân kiếm trong tay hắn đã có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Đúng lúc này, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, trong phút chốc, hai tay cầm kiếm chợt cắm về phía trước mặt mình. Rất nhiều kiếm khí cùng kiếm ý giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Phương Thốn kiếm vực. Theo Phương Thốn kiếm vực xuất hiện, xung quanh Dương Diệp đột nhiên vang lên một tiếng xé rách, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tuy nhiên, ở trên người của Dương Diệp cũng xuất hiện từng vết máu, đặc biệt ở trên mặt hắn chẳng biết đã có 4-5 vết máu từ lúc nào, có thể nói gương mặt này của hắn đã hoàn toàn bị hủy. Đương nhiên, lúc này hắn sẽ không để ý xem gương mặt của mình có bị hủy hay không, tính mạng mới là quan trọng nhất. Cứ như vậy, Dương Diệp ở đây chém giết không ngừng. Không có điểm cuối. Vĩnh Hằng Quốc, sau khi Dương Diệp bị Lục Gia đưa đến ám thế giới, tất cả Vĩnh Hằng Quốc bình yên trở lại. Lúc trước Dương Diệp còn ở đây, các thế lực Vĩnh Hằng Quốc vẫn còn có chút lo lắng đề phòng. Đây là một nhân tố không ổn định. Đặc biệt phía sau Dương Diệp còn người cường đại như vậy. Có thể nói, bọn họ không phải sợ Dương Diệp, mà kiêng kỵ người phía sau hẳn. Ở Tây Giới bây giờ, sau khi Dương Diệp biến mất, Hồn Giáo lại vào làm chủ Tây Giới. Tuy nhiên, bọn họ cũng không định buông tha cho người của Cổ Kỳ Kiếm Tông. Chỉ cần đệ tử Cổ Kiếm Tông còn thì chính là một tai họa ngầm đối với bọn họ. Không chỉ đối với Hồn Giáo, đối với người của các thế gia khác cũng là một uy hiếp. Không chỉ có vậy, khi đối mặt với Hoang tộc, nội bộ Vĩnh Hằng Quốc không thể có bất kỳ vấn đề gì, nếu như không giết hết đám người của Cổ Kiếm Tông, chờ tới lúc Vĩnh Hằng Quốc cùng Hoang tộc đánh nhau. Không hề nghi ngờ gì, những đệ tử Cổ Kiếm Tông rất có khả năng sẽ đi ra đâm bọn họ một đao. Lúc trước, Dương Diệp còn, các thế lực không thể không buông tha cho Cổ Kiếm Tông. Khi đó, bọn họ thật sự không muốn đi trêu chọc Cổ Kiếm Tông cùng Dương Diệp. Nhưng bây giờ, Dương Diệp bị đưa vào ám thế giới. Ở thế giới kia, cho dù là cường giả mệnh cảnh tiến vào, cũng đừng mong có thể dựa vào chính mình mà đi ra được. Chiến giới. Trên không trung chiến thành có một nữ tử cùng một nam tử thô lỗ ngông cuồng đờ nác đứng. Hai người đứng ở trên tường thành, mắt nhìn về phía xa. Không biết qua bao lâu, một lão già từ phía chân trời ngự không lao đến, lão già kia rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt hai người này. Lão già lấy ra một lệnh bài màu vàng. Vĩnh Hằng lệnh. Lão già nói. Lưu Uyên đại nhân, chủ thượng lệnh cho ngươi phái ra năm chiến vệ diệt trừ dư nghiệt của Cổ Kiếm Tông. Lưu Uyên liếc nhìn lão già nhưng không tiếp lệnh, cũng không nói gì. Lão già nhíu mày. Lưu Uyên đại nhân, lẽ nào ngươi muốn chống lại mệnh lệnh sao? Lưu Uyên lắc đầu. Ý định ban đầu để thành lập chiến giới là bởi vì hoang tộc, chiến tướng cùng chiến vệ của chiến giới chúng ta chỉ biết đối chiến với hoang tộc cùng người xâm lăng từ bên ngoài đến. Chúng ta không tham dự vào bất kỳ tranh đấu trong quốc gia nào. Hai mắt của lão già híp lại. Lưu Uyên đại nhân thật sự muốn chống lại mệnh lệnh. Lưu Uyên cười nói. Vậy thì chống lại mệnh lệnh đi. Chỉ cần ta còn ở bên trong chiến giới, mặc cho chiến soái nhân tộc, người dưới tay ta sẽ không ra tay với Cổ Kiếm Tông. Đương nhiên, chủ thượng hoàn toàn có thể bãi miễn ta. Lão già lạnh lùng liếc nhìn Lưu Uyên. Lưu Uyên đại nhân, chủ thượng nhất định sẽ rất thất vọng về ngươi. Ngươi cũng biết, nếu đại chiến giữa chúng ta cùng hoang tộc phát sinh,
Cổ Kiếm Tông rất có khả năng cùng Hoang tộc nội ứng ngoại hợp, khi đó, rất nhiều sinh linh của Vĩnh Hằng Quốc sẽ chết thảm, đây là điều ngươi muốn nhìn thấy sao? Lưu Uyên khẽ cười nói. Vì sao Cổ Kiếm Tông bị buộc đến tình cảnh như thế? Lẽ nào trong lòng các người không tính toán tới những điều này sao? Ta vẫn nói câu Nios trước, ta làm chiến soái nhân tộc một ngày, chiến tướng cùng chiến vệ bên trong chiến giới ta sẽ không ra tay với Cổ Kiếm Tông, trừ khi bọn họ thật sự giao tiếp với Hoang tộc. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, trên người lão già đột nhiên tản ra một khí tức cường đại, khí tức này trực tiếp bao phủ về phía Lưu Uyên. Đúng lúc này, Lưu Uyên ngừng lại, nàng xoay người nhìn về phía lão già kia. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 3 hơi thở, nếu ngươi còn ở chiến giới, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ biến mất khỏi cõi đời này, hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt lão già có chút khó coi. Lưu Uyên, ngươi. Đúng lúc này, hai bên lão già đột nhiên xuất hiện 3 gã mặc áo giáp tím. Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt lão già lập tức thay đổi. Chiến vệ. Chiến tướng tinh nhuệ nhất của chiến giới. Trong lòng lão già hoảng hốt, hắn không cậy mạnh, trực tiếp xoay người biến mất ở cuối chân trời. Mà vào lúc này, nam tử thô lỗ trên tường thành đột nhiên nói. Lưu Uyên, thật ra hắn nói cũng không phải không có lý. Lưu Uyên liếc nhìn này hắn. Yêu vương, yêu tộc ngươi muốn ra tay là chuyện của ngươi, dù sao ta cũng sẽ không ra tay. Ta chỉ bảo vệ Vĩnh Hằng Quốc. Ta và những chiến tướng cùng chiến vệ dưới tay ta tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ cho một vài người tranh đấu. Còn nữa, yêu vương, lẽ nào ngươi đã quên những kiếm tu Cổ Kiếm Tông năm đó chết trận vì Vĩnh Hằng Quốc, cùng với những chuyện mà Vĩnh Hằng kiếm chủ làm cho Vĩnh Hằng Quốc rồi sao? Yêu vương khẽ thở dài. Năm đó bọn họ quả thật đã từng hy sinh vô cùng lớn, nhưng bây giờ, nếu như vị Vĩnh Hằng kiếm chủ còn đang... Ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem hồn giáo cùng bọn họ đối xử với Cổ Kiếm Tông như vậy, nhưng tông chủ Cổ Kiếm Tông bây giờ là Dương Diệp này. Người này không phải là người của quốc gia của ta, hắn cùng Hoang tộc có quan hệ vô cùng tốt. Sau này, hắn rất có khả năng sẽ liên thủ cùng Hoang tộc, đối phó với Vĩnh Hằng quốc ta. Lưu Uyên từ từ nhắm hai mắt lại. Khi đó, ta sẽ đích thân đứng ra giết hắn. Còn một điểm nữa, ngươi đừng quên, bây giờ hắn chỗ ám thế giới. Khả năng chết là rất lớn. Một khi hắn chết, Cổ Kiếm Tông như rắn mất đầu. Xin lỗi, ta không làm được loại chuyện chém tận giết tuyệt này. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Trên tường thành, yêu vương im lặng rất lâu, đột nhiên, một lệnh bài màu vàng rơi vào trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, ở trong đầu yêu vương vang lên một giọng nói. Sau một lúc lâu, yêu vương trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống. Bảo Kinh Huyền cùng 10 yêu tướng đi ra ngoài một chuyến. Trong ám thế giới, giết chóc vẫn đang tiếp tục. Dương Diệp điên cuồng chém giết. Bây giờ, hắn đã có thể chém giết ám sinh linh, đương nhiên cũng sẽ phải trả giá đắt. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, hắn không biết mình đã giết bao nhiêu ám sinh linh, nhưng hắn biết những ám sinh linh này vẫn còn rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo thời gian trôi qua, Dương Diệp phát hiện ở đây đáng sợ nhất không phải là ám sinh linh, mà là khủng hoảng. Khủng hoảng đối với tương lai, khủng hoảng trước thời gian. Bởi vì ở đây không có khái niệm thời gian, không có ánh sáng ban mai, mỗi lần hắn nghĩ tới khi nào mới kết thúc, trong lòng sẽ xuất hiện tâm tình tiêu cực. Phiền não, bất an, mơ hồ. Dần dần, Dương Diệp phát hiện đan dược kẻ địch đáng sợ nhất của mình không phải là những ám sinh linh này, mà là chính hắn. Bởi vì ở trong bóng tối vô tận này, hắn chỉ sơ ý một chút sẽ bị chính mình đánh bại. Từ rất lâu rồi, chỉ có bản thân hắn có thể đánh bại hắn. Nghĩ đến điểm này, Dương Diệp cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Ở đây, hắn không có đường đi ra ngoài, cũng không biết ra ngoài thế nào. Vào thời điểm này, hắn nên làm thế nào? Cầu xin tha thứ sao? Tuyệt đối là không được. Lựa chọn của Dương Diệp rất trực tiếp, đó chính là xông ra. Giết. Sau khi xác định được một mục tiêu, những tâm tình tiêu cực của Dương Diệp lập tức bị quét sạch. Dương Diệp một đường xông về phía trước, lần này, không phải những ám sinh linh kia tới tìm hắn, mà là hắn chủ động đi tìm chúng. Hắn muốn giết chết tất cả tồn tại mà mình có thể nghe được y. Tuy mỗi lần giết chết một con ám sinh linh, hắn đều sẽ trả giá lớn, nhưng dần dần, lực chiến đấu của Dương Diệp càng ngày càng mạnh.
hắn đã quen thuộc với các loại cách thức công kích của những ám sinh linh này, phản ứng bản năng chiến đấu của hắn cũng nhận được sự nâng cao rất lớn, kiếm của hắn càng thêm xảo quyệt, nhanh hơn, càng tàn nhẫn hơn trước. Từng kiếm đều chí mạng. Có thể nói, ngoại trừ cảnh giới của hắn không được nâng cao, các năng lực các phương diện còn lại đều tăng trưởng rất lớn. Đặc biệt là năng lực phản ứng của hắn so với trước kia quả thật chính là một trời một vực. Mà năng lực phản ứng này là do cứng rắn bị ép ra. Vĩnh Hằng Quốc, trong dãy núi nơi đám người cổ kiếm tông ẩn thân. Huyết nữ ra khỏi dãy núi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, cả chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc. Giờ phút này, tất cả đệ tử cổ kiếm tông đều ra khỏi lòng đất và đi tới trên dãy núi. Huyết nữ lạnh lùng nhìn phía chân trời kia, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Các hạ không phải là người của cổ kiếm tông, có thể lập tức rời đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Trên đỉnh núi, kiếm kinh ở bên cạnh huyết nữ đột nhiên nói. Tiền bối, ngài dẫn theo các nàng minh nữ rời đi, chúng ta. Huyết nữ liếc nhìn kiếm kinh. Trong lòng ta, hắn vẫn là đệ đệ của ta, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Bây giờ hắn không ở đây, trách nhiệm của hắn tất nhiên sẽ do sư tỷ của hắn gánh vác thay hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Muốn chiến, vậy thì cứ tới đi. Trong không trung có mấy khí tức cường đại cuốn xuống. Tại thủy nguyên địa của Vĩnh Hằng Quốc. Trước đây, thế giới này bị Kỳ Bỉ Thiên lấy sức một mình quấy rối cho long trời lở đất, bây giờ ở đây đã dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Tuy nhiên, cây cầu bị Kỳ Bỉ Thiên bị phá hủy ngày đó đã không khôi phục được nữa. Cầu bị hủy, vô biên thủy dưới cầu thỉnh thoảng lại cuồn cuộn dâng lên sóng to gió lớn. Ở trên cầu, một nam tử trung niên nhìn xuống bên dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Nam tử trung niên này chính là Hoàng đế. Qua rất lâu sau, khóe miệng Hoàng đế hơi cong lên. Không hổ danh là người của thời đại kia, thực lực quả thật có thể nói là nghịch thiên. Đúng lúc này, một người mặc áo đen xuất hiện ở phía sau Hoàng đế. Người mặc áo đen nói. Tộc trưởng, Dương Diệp đã bị Lục Gia đưa vào trong ám thế giới. Bây giờ không biết sống chết ra sao. Vĩnh Hằng Quốc đã bắt đầu bao vây tiêu diệt cổ kiếm tông, theo chúng ta phân tích, cổ kiếm tông không chống đỡ được bao lâu sẽ bị chém giết hết. Bởi vì chiến giới đã ra tay. Chiến giới? Hoàng đế khẽ cười nói. Không ngờ được hắn vẫn làm cho chiến giới ra tay được. Có chút thú vị. Sau một lúc lâu, Hoàng đế lại nói. Có thể điều tra ra được bây giờ Dương Diệp còn sống hay không? Người mặc áo đen lắc đầu. Chúng ta không có cách nào tiếp xúc được với thế giới kia. Tuy nhiên ta có một ý nghĩ, nếu như hắn còn sống, tộc trưởng ra tay cứu hắn ra, để cho hắn đấu một trận cùng các thế lực Vĩnh Hằng Quốc trước. Điều này rất có lợi cho chúng ta. Hoàng đế từ từ nhắm hai mắt lại, rất nhanh, không gian xung quanh hắn đột nhiên bắt đầu chấn động. Không biết qua bao lâu, Hoàng đế mở mắt và lắc đầu cười. Thật sự rất ngoan cường. Ám thế giới. Giờ phút này Dương Diệp còn đang giết chóc. Hắn không biết bây giờ là lúc nào, mình ở vị trí nào. Bây giờ, trong đầu hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết. Điên cuồng giết. Bây giờ, không phải là những ám sinh linh này gây rắc rối cho hắn, mà là hắn đi tìm những ám sinh linh gây phiền phức. Con mồi cùng thợ săn đã thay vai. Ngay từ lúc đầu, những ám sinh linh này rất hung ác. Khi đối mặt với Dương Diệp lộ ra khí thế vô cùng tàn ác, nhưng bây giờ bọn chúng nhìn thấy Dương Diệp đều tránh né. Bọn chúng tàn nhẫn, Dương Diệp còn tàn nhẫn hơn. Điều này lại giống như lò xo, người mạnh, nó lại yếu, người yếu nó lại mạnh. Bước chân của Dương Diệp đã không còn vững nữa. Hắn cầm theo kiếm, một thanh kiếm đỏ như máu đi tập tễnh về phía xa, bởi vì hắn cảm nhận được ở bên kia có năng lượng dao động. Nếu ở xung quanh hắn mà có người, nhất định sẽ kinh hãi đến rơi cằm. Quá thảm. Giờ phút này, toàn thân Dương Diệp từ trên xuống dưới đều đầy những vết thương đầm đìa máu, đặc biệt trên mặt đã hoàn toàn bị hủy. Hoàn toàn thay đổi. Mặc dù có Hồng Mông Tháp, nhưng bởi vì hắn chủ động xuất kích, hơn nữa không ngừng xuất kích, bởi vậy cho dù là Hồng Mông Tháp là tồn tại nghịch thiên như vậy cũng không có cách nào chữa trị vết thương cho hắn, bởi vì chữa trị vĩnh viễn không nhanh bằng vết thương mới. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước. Trong phút chốc, hắn chợt nghiêng người, đồng thời kiếm trong tay hắn chém nghiêng xuống. Nhanh chuẩn độc,
bây giờ kiếm của hắn thật sự thực hiện được ba chữ này đến mức cao nhất của mình. Theo một kiếm này của hắn hạ xuống, hắn nghiêng người giống như có thứ gì đó bị chém xuống. Rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết thê lương xuất hiện ở bên phải cách hắn mấy trăm trượng. Chẳng bao lâu, tiếng kêu thảm thiết kia càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Dương Diệp cầm theo kiếm tiếp tục đi tới. Mà ở chỗ cổ họng của hắn chẳng biết đã xuất hiện thêm một rãnh máu từ lúc nào. Nếu như vừa rồi hắn tránh chậm một chút, huyết quản ở cổ họng của hắn có khả năng lại phải vỡ ra. Vừa rồi, hắn đã làm đến mức tận cùng. Ở đây, tốc độ ám sinh linh cực nhanh, kỳ lạ, thật sự vô cùng khủng khiếp, cho dù là hắn cũng không có cách nào hoàn toàn né tránh được. Nếu như hắn ở trạng thái hoàn mỹ còn có thể, nhưng bây giờ, hắn đã bị thương rất nặng. Dương Diệp cầm theo thanh chu đỏ như máu này và tiếp tục đi tới, hắn không thể dừng lại, không phải không muốn dừng mà là không thể dừng, hắn chỉ có thể tiếp tục di chuyển thì những ám sinh linh xung quanh mới có thể kiêng kỵ. Một khi hắn dừng lại, những ám sinh linh xung quanh sẽ cùng xông lên. Vẫn là câu nói kia, lúc này hắn không tàn nhẫn, không hung ác, không điên cuồng, vậy kẻ địch của hắn sẽ tàn nhẫn, sẽ điên cuồng. Thật ra, bây giờ Dương Diệp cảm giác cũng không quá thảm nữa. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, hắn thật sự chiến đấu rất sung sướng. Từ sau khi kiếm ý cùng kiếm tâm được lột xác, hắn rất ít khi chiến đấu thoải mái như vậy. Đặc biệt là cuộc chiến sinh tử này. Ở bên ngoài, hắn muốn chiến đấu thoải mái thì chỉ có thể tìm cường giả mệnh cảnh. Đương nhiên, cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Hắn biết rõ, tuy chiến đấu vui vẻ, nhưng có thể sống tiếp mới là quan trọng nhất. Tiếp tục đi tới. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp thậm chí bước đi cũng có chút khó khăn. Mà vào lúc này, mấy khí tức không rõ ràng đột nhiên bắn nhanh về phía hắn. Dương Diệp ngừng lại, trong phút chốc, một đường kiếm quang giống như một mặt trăng khuyết đột nhiên sáng lên ở nơi đây. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên. Tuy nhiên, một cánh tay lại từ trong kiếm quang sáng chói bay ra ngoài. Vĩnh Hằng Quốc, ở trên một đỉnh núi. Vô số phi kiếm không ngừng từ trên đỉnh núi phóng lên cao. Dẫn đầu là một nữ tử mặc váy màu đỏ tươi. Đó chính là huyết nữ. Mà sau lưng huyết nữ là đám người minh nữ. Bao vây tiêu diệt cổ kiếm tông. Lúc này, các thế lực Vĩnh Hằng Quốc đã bắt đầu bao vây tiêu diệt cổ kiếm tông, nhưng có một điều đáng để nói là tuyệt đối không có cường giả mệnh cảnh rời núi. Rõ ràng, bọn họ kiêng kỵ người phía sau Dương Diệp. Mặc dù không có cường giả mệnh cảnh, nhưng lấy thực lực của mấy gia tộc Vĩnh Hằng Quốc và Hồn Giáo bây giờ, muốn tiêu diệt những đệ tử cổ kiếm tông này vẫn không phải là vấn đề lớn. Phải nói là mọi người đều biết rất rõ ràng. Cách huyết nữ không xa là một vị đại yêu với hình thể cao lớn tới trăm trượng. Đây là một vượn màu đen. Nó còn có một thân phận là yêu soái của chiến giới. Ở trước mặt vị yêu soái cao lớn trăm trượng này, không thể nghi ngờ huyết nữ có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Một người một yêu không nói một lời nào. Vị yêu soái này đột nhiên ra tay, đánh ra một quyền. Long trời lở đất. Mà lúc này, một biển máu đột nhiên che phủ cả chân trời. Không trung vạn dặm biến thành một biển máu. Ầm ầm ầm. Phía chân trời vang vọng những tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm vậy, mỗi một tiếng động vang lên, biển máu sẽ mở đi vài phần. Mà lúc này, mấy con yêu tướng chiến giới đã lao về phía đệ tử cổ kiếm tông bên dưới. Trên đỉnh núi đều là thây phơi khắp nơi. Ám thế giới. Tay phải của Dương Diệp cầm kiếm chống đỡ, toàn bộ cánh tay trái của hắn đã biến mất, không chỉ có vậy, trên người của hắn có máu tươi tuôn ra như suối. Máu cũng sắp chảy cạn rồi. Cho dù là Hồng Mông Tháp cũng không có cách nào chữa trị. Dù sao, thứ chảy ra là máu chứ không phải nước. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên tuét miệng cười, nụ cười này có chút dọa người. Hắn không để ý tới tình hình trên người mình mà đột nhiên đứng dậy, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Suy! Trong chớp mắt khi Dương Diệp hạ xuống, sau lưng hắn vang một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó dường như có thứ gì đó ngã xuống. Dương Diệp liếm máu trên chu, có chút điên cuồng nói. Tiếp tục tới đi! Vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm xông về phía xa. Mà vào lúc này... Máu vốn tràn ra khỏi cơ thể của Dương Diệp bắt đầu chấn động, không chỉ có vậy, máu trong cơ thể Dương Diệp cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong phút chốc, ầm ầm, tất cả máu trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu nổ tung từng tấc một.
máu nổ tung. Giờ phút này, bản thân Dương Diệp cũng bối rối. Bởi vì hắn cũng không biết tại sao trên người mình lại phát sinh loại biến hóa như vậy. B. Mà vào giờ phút này, máu nổ tung trực tiếp làm cho trong lòng Dương Diệp giống như cho tàn. Ở vào thời điểm này, thân thể mình xuất hiện tình hình, vậy không phải là muốn mạng hắn sao? Dương Diệp đứng tại chỗ, không quan tâm hồng mông tháp trong cơ thể hắn trấn áp thế nào, cũng không có cách nào ngăn cản được huyết mạch trong cơ thể hắn nổ tung. Cuối cùng, Dương Diệp cảm giác ý thức của mình có chút mơ hồ. GT269307. Lại kết thúc như vậy sao? Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên phát hiện máu trong cơ thể hắn nổ tung xong cũng không biến mất, tuyệt đối không biến mất. Không chỉ có vậy, những máu nổ tung ra tự nhiên lại bắt đầu tập trung lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp cảm thấy vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ. Rất nhanh, máu trong cơ thể hắn tập trung lại, không chỉ có vậy mà đột nhiên phát ra từng lực lượng khủng khiếp đánh thẳng vào trong cơ thể hắn. Lực huyết mạch. Hắn rất quen thuộc loại lực lượng này, nó tương tự với lực huyết mạch, nhưng lại không hoàn toàn giống vậy. Lần này lực huyết mạch còn mạnh hơn trước rất nhiều. Có chuyện gì xảy ra? Dương Diệp vẫn còn sửng sốt không hiểu nổi. Mà ở trong cơ thể hắn, luồng lực huyết mạch này lại càng lúc càng mạnh, ở quanh người hắn chẳng biết đã tản ra từng ánh sáng đỏ từ lúc nào. Cứ rằng coi như vậy không biết bao lâu, Dương Diệp bắt đầu chấn động mãnh liệt. Giờ phút này, hắn cảm giác mình giống như là một núi lửa sắp bạo phát. Loại cảm giác này thật sự có chút khó chịu. Mà những ám sinh linh từ một nơi bí mật gần đó đã bắt đầu dục dịch. Bởi vì giờ phút này, bọn chúng hình như đã phát hiện ra sự khác thường của Dương Diệp. Dần dần, xung quanh có rất nhiều khí tức không rõ ràng đang từ từ tới gần Dương Diệp. Dương Diệp đã phát hiện ra những hơi thở này, chỉ có điều bây giờ hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác nào. Bởi vì hắn sợ mình nổ tung. Lực huyết mạch khủng khiếp trong cơ thể giống như sóng chiều không ngừng chấn động ở trong cơ thể hắn. Dần dần, Dương Diệp phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Bởi vì lực huyết mạch đang điên cuồng kích thích cơ thể của hắn. Hình như không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên, tình hình của hắn hiện tại cũng không quá tốt. Đặc biệt không ổn. Bởi vì những ám sinh linh xung quanh đã càng lúc càng tới gần. Dương Diệp trầm giọng nói. Máu lão huynh có thể tạm dừng lại không vậy? Theo Dương Diệp vừa dứt lời, kỳ tích đã xuất hiện, máu trong cơ thể hắn đột nhiên ngừng lại. Thật sự ngừng lại à? Dương Diệp lại bối rối. Những huyết dịch trong cơ thể hắn tự nhiên có ý thức. Đúng lúc này, ở bên phải hắn có một tiếng xé rách đột nhiên truyền tới. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải hắn cầm kiếm chợt đâm về phía bên phải. Lấy kiếm thành vực. Một kiếm này đâm ra, thân thể Dương Diệp chấn động mạnh, nhưng ở phía bên phải hắn cũng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, rất nhiều máu tươi bắn ra. Giết chết trong nháy mắt. Trước đó, Dương Diệp tuyệt đối không sử dụng một chiêu này, bởi vì một chiêu này thật sự tiêu hao quá lớn. Mà ở đây, hắn tuyệt đối không thể chịu được sự tiêu hao quá nhiều. Nhưng bây giờ, hắn không thể không tiêu hao. Hắn phải trấn áp những ám sinh linh xung quanh. Quả nhiên, sau khi một kiếm giết chết vị ám sinh linh này trong nháy mắt, những ám sinh linh xung quanh lập tức lặng lẽ lui lại. Kiêng kỵ. Giờ phút này, bọn họ kiêng kỵ rất sâu, còn có chút sợ hãi. Đó là giết chết trong nháy mắt đấy. Dương Diệp không để ý tới những ám sinh linh xung quanh, mà từ từ nhắm hai mắt lại. Lão huynh, có thể bắt đầu được rồi. Vừa dứt lời, máu trong toàn thân Dương Diệp lại bắt đầu. Ầm ầm ầm. Dương Diệp đột nhiên phát ra từng dao động năng lượng như sóng chiều không ngừng chấn động về bốn phía xung quanh. Vào giờ phút này, xung quanh của Dương Diệp đã không có ám sinh linh nữa. Phải nói, những ám sinh linh đều cách hắn thật xa. Cứ rằng coi như vậy không biết bao lâu. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể của Dương Diệp cuốn ra ngoài. Mà vào giờ phút này, máu trong toàn thân Dương Diệp đột nhiên bình tĩnh lại. Chủ cảnh trung phẩm. Cảnh giới của Dương Diệp đã tiến thẳng tới chủ cảnh trung phẩm. Quan trọng nhất là máu của hắn giờ phút này đã hoàn toàn nghịch chuyển. Không quan tâm tổ tiên Dương gia của hắn cường đại như thế nào, tổ tiên hắn đã nghịch chuyển huyết mạch của tổ tiên Dương gia, nắm giữ huyết mạch thuần nhất, mới nhất của mình. Bây giờ, từ dưới hắn mới là tổ mới của Dương gia. Huyết mạch nghịch chuyển,
lợi ích đầu tiên chính là lực huyết mạch khiến hắn trực tiếp tăng lên một cảnh nhỏ, lợi ích thứ hai chính là ở quanh người hắn xuất hiện một màng máu mỏng. Đó chính là một màn bảo hộ, về phần mức độ cứng cáp thì hắn cũng chưa có đi thử, nhưng chẳng bao lâu sẽ biết thôi. Ngoài ra, cơ thể của hắn đã được lực huyết mạch kích thích, đạt tới chủ cảnh. Cơ thể cấp bậc chủ cảnh. Mà lợi ích của huyết mạch nghịch chuyển không chỉ dừng lại đó. Dương Diệp ngồi xuống xếp bằng, sau đó bắt đầu lợi dụng hồng mông tử khí điên cuồng chữa trị cơ thể của mình. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân mình đầy sức lực. Lực lượng này cũng không phải là lực lượng của kiếm đạo, mà là lực lượng huyết mạch cùng lực lượng thân thể đơn thuần. Hắn cảm giác mình như một ngọn núi lửa, quyền đánh ra chính là núi lửa bạo phát. Loại cảm giác này thật sự quá sảng khoái. Bây giờ hắn đối mặt với cường giả chủ cảnh, có thể nói, cho dù không cần kiếm, hắn cũng có thể một tay đánh nổ đối phương. Tu tin. Sự tự tin lớn nhất từ trước tới nay. Sau nửa canh giờ, vết thương trên người Dương Diệp đã khôi phục lại bình thường. Dương Diệp đứng lên, cầm theo kiếm và đi về phía xa. Ở trong mắt hắn tối đen một mảnh, không có thời gian, không có phương hướng, dần dần, bước chân của Dương Diệp càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, hắn đã bắt đầu chạy hết tốc lực. Hắn nhanh chóng cảm nhận được khí tức ám sinh linh, vì vậy, một ánh sáng nhanh đến mắt thường căn bản không nhìn thấy chợt lóe lên ở nơi đây. Suy! Trong bóng tối, một tiếng xé rách đột nhiên vang lên, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dương Diệp vẫn đang chạy như điên. Bây giờ hắn đang ngự kiếm chạy như điên. Hắn đang đuổi theo những ám sinh linh kia. Bây giờ, số lượng những ám sinh linh ở trước mặt hắn thật ra chỉ còn một vài con. Bây giờ, cảnh giới của hắn không chỉ nhận được nâng cao rất lớn, lực lượng tốc độ, phản ứng, vẫn có thành tựu trên kiếm đạo cũng đã được nâng cao về chất. Có thể nói, bây giờ cho dù có đối mặt với cường giả mệnh cảnh, hắn cũng có sức đánh một trận. Về phần những ám sinh linh chủ cảnh, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tàn sát. Ở trong ám thế giới này, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tàn sát. Cứ kéo dài như vậy gần một canh giờ, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một chùm tia sáng. Bên trong chùm tia sáng có một bóng dáng không nhìn thấy rõ đang đứng. Ở trong ám thế giới, chùm tia sáng này không bị những vật chất ám xung quanh cắn nuốt, phải nói là những vật chất ám này gặp phải chùm ánh sáng đều rối rít tránh né. Dương Diệp liếc nhìn bóng người bên trong chùm ánh sáng nhưng không nói gì. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên vẫy tay phải một cái, trong phút chốc, kiếm trong tay Dương Diệp không tự chủ được mà bay đến trước chùm ánh sáng kia. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn bấm tay bắn ra. Một luồng kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Nhưng tia kiếm quang này còn chưa tới gần bóng người kia đã trực tiếp biến mất. Biến mất không thấy đâu nữa. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, trong phút chốc, hắn bước về phía trước một bước, một lực lượng thần bí lập tức bao phủ xung quanh. Kiếm vực. Nhưng khi kiếm vực xuất hiện trong chớp mắt, một lực lượng vô hình tràn vào trong kiếm vực của hắn. Dương Diệp ngây người. Vực. Hắn lại nhìn thấy vực. Đây là lực lượng của vực. Lực lượng của vực quỷ dị này che phủ vực của hắn, khiến vực của hắn giống như bị quấn lên một tầng xiềng xích. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc và muốn phát động kiếm khí cùng kiếm ý. Mà lúc này, bóng người bên trong chùm ánh sáng đột nhiên nói. Chúng ta không phải cùng một cấp bậc, người cũng không cần làm ra hành động dũng cảm làm gì. Là giọng của nữ nhân. Dương Diệp ngừng lại và liếc nhìn đối phương. Các hạ là người của ám thế giới này sao? Nữ tử thần bí này khẽ nói. Ám chủ, đây là thế giới ta thống trị. Dương Diệp. Lúc này, Thanh Chu bay trở về đến trước mặt Dương Diệp. Giọng nói của ám chủ vang lên lần nữa. Thanh kiếm này đã từng có ba người chủ nhân. Chủ nhân thứ hai là kiếm tu Trần Huyền của thời đại Thượng Cổ An, thứ ba là một vị kiếm tu của Cổ Kiếm Tông. Bây giờ ngươi là chủ nhân thứ tư của thanh kiếm này. Dương Diệp nói. Vậy chủ nhân đầu tiên của thanh kiếm này là ai? Ám chủ nói. Vị kia không phải là người. Dương Diệp còn muốn hỏi tiếp, ám chủ lại đột nhiên nói. Ngươi có thể rời đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Là bởi vì nàng sao? Nàng này dĩ nhiên là chỉ kỳ Bỉ Thiên. Ám chủ im lặng một lát, sau đó nói. Các ngươi đã từng xông vào đây, nàng để lại cho ta một thứ và giao hẹn với ta. Nếu ngươi không có ý định xâm phạm ám thế giới, bất cứ lúc nào,
ta cũng không được ra tay với ngươi. Bây giờ ta không ra tay với ngươi, ngươi có thể rời đi. Thật ra, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì nàng không ra tay, Dương Diệp ở đây sẽ không kiêng nể gì, nhưng ám sinh linh này căn bản đã không phải là đối thủ của hắn nữa. Chính vì vậy, nàng không thể không cho Dương Diệp rời đi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Từ biệt. Mà vào lúc này, vị ám chủ kia đột nhiên bấm tay bắn ra, một lệnh bài màu đen rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp không hiểu. Ám chủ nói. Đây là giấy thông hành của ám thế giới. Sau này ngươi có thể tới hoặc đi. Bây giờ Dương Diệp không phải cùng một cấp bậc với nàng, nhưng không có nghĩa là sau này không phải. Hành động này thật ra là đang thể hiện ra ý tốt. Bởi vì lệnh bài này có thể dùng để chạy thoát thân. Nếu như gặp phải nguy hiểm không thể địch nổi, hắn có thể trực tiếp bước vào ám thế giới. Dương Diệp không từ chối ý tốt này, hắn thu hồi lệnh bài. Làm phiền tiền bối đưa ta một đoạn đường. Hắn vừa dứt lời, ở dưới chân đột nhiên xuất hiện một vòng sáng. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Sau khi Dương Diệp biến mất, ở đó im lặng rất lâu. Cuối cùng, ám chủ đột nhiên khẽ nói. Ra đi. Vừa dứt lời, ở chỗ Dương Diệp vốn đứng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nếu như Dương Diệp còn ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì hắn vừa vặn nhận ra người này, chính là vị hoàng đế hoàng tộc kia. Hoàng đế, một trong những cường giả đỉnh phong của thế giới này. Hoàng đế liếc nhìn xung quanh, sau đó cười. Nói, hắn quả thật không tệ, ở trong hoàn cảnh này còn có thể tự mình trưởng thành, không buông tha tín niệm trong lòng, còn TJW mình đột phá, nghịch chuyển huyết mạch của bản. Thân, nói đến đây, hắn nhìn về phía ám chủ. Vị đứng đầu Vĩnh Hằng bảo ngươi giữ hắn ở đây, ngươi lại thả hắn đi. Thế nào, ám chủ đại nhân, ngươi muốn đứng bên phía hoàng tộc ta sao? Ám chủ khẽ nói. Ám thế giới ta vĩnh viễn duy trì trung lập, trước kia là như vậy, bây giờ cũng vậy. Hoàng đế cười nói. Trước kia và bây giờ khác nhau, Vĩnh Hằng luốc nối liền với thế giới thủy nguyên địa, mà quản lý nơi đó chẳng khác nào quản lý thế giới thủy nguyên địa, ngươi. Quản lý thế giới thủy nguyên địa. Ám chủ đột nhiên ngắt lời hoàng đế nói. Hoàng đế, ngươi đang nói đùa với ta sao? Không thể không nói, hoàng đế ngươi có thực lực kinh người, nhưng ngươi tin hay không? Nếu như ngươi dám tranh giành quyền lợi của thế giới thủy nguyên địa kia, hoàng tộc của ngươi và cả ngươi đều sẽ biến mất khỏi thế giới này. Hoàng đế mỉm cười, không nói gì. Ám chủ lại nói. Hoàng đế, ngươi có dã tâm quá lớn. Hoàng đế cười nói. Có dã tâm không phải là một chuyện xấu, không phải sao? Đúng rồi, ngươi hẳn biết được chuyện đã xảy ra ở thế giới kia. Tiểu nữ hài kia không có khả năng mạnh mẽ thường đâu. Chủ nhân thần cư đánh thế giới kia và cả nguyên chủ đều tự mình ra mặt, mấy lão bất tử khác cũng không dám ra ngoài. Ám chủ trầm giọng nói. Ngươi muốn nói gì? Hoàng đế lắc đầu. Ám chủ, loại như chúng ta đã chạy tới cực hạn của bản thân, nếu như chúng ta không liều mạng sẽ có kết quả cuối cùng thế nào, ngươi chắc hẳn cũng biết rất rõ ràng. Còn nữa, đầu gậy che 100 mét, nếu không có thể tiến thêm một bước, vậy cuộc đời có sống cũng có ý nghĩa gì? Ám chủ im lặng. Hoàng đế lại nói. Ngươi thấy thế nào? Ám chủ nói. Thần linh thần mạch kia đã là tồn tại cuối cùng trong hàng nghìn hàng vạn vũ trụ này. Hoàng đế lắc đầu. Trong thế tục, trước khi hoàng đế trở thành hoàng đế, thi thể dưới chân bọn họ có thể ít sao? Ở trước mặt đại đạo, tất cả đều giống như kiến hôi. Ám chủ lắc đầu. Ám thế giới ta không tham dự. Hoàng đế khẽ gật đầu. Ám chủ đại nhân. Ngươi nhớ kỹ lời mình nói ám thế giới ngươi không tham dự đấy. Ta không hy vọng ngày khác sẽ nhìn thấy ngươi ở Vĩnh Hằng Quốc. Ta tôn trọng ngươi, cũng tôn trọng ám thế giới, nhưng nếu như ngươi phá hỏng quy định thì hì hì. Vừa dứt lời, hoàng đế đã biến mất. Ở đó, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên cạnh ám chủ. Chủ nhân, người này quá cuồng vọng. Ám chủ khẽ nói. Lần này hắn đã hạ quyết tâm rồi. Mà thôi, mặc bọn họ ầm ĩ đi. Vừa dứt lời, chùm ánh sáng kia biến mất, ở đó chìm vào trong bóng tối. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt hắn là một tia sáng mặt trời chói mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy một mảnh sáng ngời. Dương Diệp hít sâu một hơi, cười nói.
vẫn là thế giới này tốt. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động, trong phút chốc, sắc mặt Dương Diệp lập tức lạnh đi. Suy, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở cuối chân trời. Ở trên đỉnh núi bên kia, cuộc đại chiến đã bước vào hồi gay cấn. Trong không trung, huyết nữ còn đang đại chiến cùng với người vượn cực kỳ khổng lồ. Một người một vượn với lực lượng chiến đấu ngang nhau. Nhưng phía dưới, đệ tử Cổ Kiếm Tông cùng đám người minh nữ quả thật đã hoàn toàn bị nhóm thế lực của hồn giáo áp chế. Đặc biệt là mấy vị yêu tướng từ chiến giới đi ra có thực lực vô cùng cường đại, nếu như không phải nhờ có đám người minh nữ, đám đệ tử Cổ Kiếm Tông ở trước mặt những yêu tướng chỉ có thể chấp nhận bị tàn sát. Trong không trung, giáo tôn hồn giáo lạnh lùng nhìn phía dưới, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, trong đó phần lớn đều là thi thể của đệ tử Cổ Kiếm Tông. Giáo tôn hồn giáo quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có minh nữ đang đối đầu với một cường giả chủ cảnh của hồn giáo. Nhìn thấy đám người minh nữ, vẻ mặt giáo tôn hồn giáo lập tức trầm xuống. Nếu như không phải vì mấy nữ tử này, Cổ Kiếm Tông đã sớm biến mất khỏi thế giới này. Mà ở trước đây, nếu như không phải mấy nàng đột nhiên xuất hiện, Cổ Kiếm Tông cùng Dương Diệp cũng tuyệt đối biến mất trên thế giới này. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng giáo tôn hồn giáo tăng lên. Trong phút chốc, hắn trực tiếp xông về phía minh nữ. Minh nữ đang đại chiến dường như có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu lại. Lúc này, một lực lượng linh hồn cường đại đã tới trước mặt nàng. Đồng tử của minh nữ hơi co lại, trong phút chốc, tay trái của nàng đánh ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Trong phút chốc, không gian trước mặt nàng xoay tròn, đồng thời luồng lực lượng linh hồn cường đại bắt đầu vặn vẹo từng tầng. Nhưng đúng lúc này, giáo tôn hồn giáo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt minh nữ, thoáng cái, một thanh linh hồn chùy tối tăm trực tiếp đâm về phía minh nữ. Siêu thần khí. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bóng đen này chính là minh nữ. Giáo tôn hồn giáo lại muốn ra tay, nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Rút lui. Rút lui. Giáo tôn hồn giáo sửng sốt. Bây giờ rút lui sao? Giáo tôn hồn giáo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Bởi vì người bảo hắn rút lui, là giáo chủ. Hồn giáo. Không chỉ có vậy, vào giờ phút này chiến đấu trong không trung cũng ngừng lại, yêu soái vượn kia cũng nhận được mệnh lệnh tương tự. Cùng giáo tôn hồn giáo liếc mắt nhìn, thấy yêu soái kia cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì thắng lợi đang ở trước mắt bọn họ rồi. Mà vào lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời xa xôi. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía đó. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tia kiếm quang này càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt giáo tôn hồn giáo lập tức khó coi. Dương Diệp, kẻ điên này đã trở về, hắn tự ám thế giới trở về. Giờ phút này, giáo tôn hồn giáo đã có ý định thối lui. Chỉ có điều đã muộn rồi. Dương Diệp xuất hiện ở không trung. Khi thấy hắn, minh nữ, huyết nữ và vô số đệ tử Cổ Kiếm Tông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Dương Diệp không xuất hiện, bọn họ đều lo lắng hắn đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy Dương Diệp, bọn họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong không trung, Dương Diệp nhìn lướt qua bên dưới, sau đó quay đầu nhìn về phía người vượn kia. Các ngươi tới từ chiến giới sao? Yêu soái người vượn liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói, thế nào? Dương Diệp khẽ gật đầu. Rất tốt, điều này chứng tỏ chiến giới các ngươi tự mình phá hỏng quy củ trước đấy. Dương Diệp vừa dứt lời thì lập tức biến mất. Đồng tử của yêu soái người vượn hơi co lại, trong phút chốc, hắn đánh một quyền về phía Dương Diệp. Một quyền này thật sự là trời long đất lở. Nhưng theo một đường kiếm quang chém xuống, nắm đấm cực lớn rơi xuống trong ánh mắt của vô số người. Máu tươi bắn ra. Tất cả mọi người, đặc biệt giáo tôn hồn giáo đều ngây người. Lúc này trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc và chấn động. Trước đây thực lực của Dương Diệp đã đặc biệt khủng khiếp, nhưng bây giờ lại càng khủng khiếp hơn. Yêu soái người vượn là cường giả chủ cảnh đỉnh phong, cơ thể hắn cũng là chủ cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, cánh tay hắn lại bị một kiếm của Dương Diệp chém đứt như vậy. Chém ngọt như cắt đậu hũ vậy. Điều này quá khoa trương. Lúc này vẻ mặt yêu soái người vượn cũng sửng sốt, vừa rồi hắn đã cảm nhận được đường kiếm của Dương Diệp rất mạnh mẽ,
nhưng hắn không ngờ được lại mạnh mẽ tới như vậy, một kiếm lại chém đứt cánh tay hắn. Đây là kiếm gì? Nhưng vẫn chưa kết thúc, sau khi Dương Diệp chém xuống một kiếm nhưng vẫn chưa dừng tay. Hắn lắc người và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt yêu soái này, trong phút chốc, vô số đường kiếm quang giống như mưa xối xả chút xuống. Yêu soái này thầm khiếp sợ, lùi về phía sau một bước. Trong phút chốc, tay trái của hắn đột nhiên nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trước mặt. Quyền ra, tất cả trời đất lập tức chấn động mạnh. Xuy 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 xuy. Tất cả phía chân trời vang lên từng xé rách. Trong mắt của mọi người, yêu soái này bắt đầu nổ tung. Ngay sau đó, vô số máu thịt từ phía chân trời rơi xuống. Kiếm quá sắc bén. Trên không trung, kiếm của Dương Diệp liên tục vung lên, mỗi lần đều có một mảng máu thịt từ phía chân trời rơi xuống. Bên dưới, nhóm cường giả hồn giáo cùng những yêu tướng chiến giới đã hoàn toàn ngây người. Đúng lúc này, Dương Diệp ngừng lại ở sau lưng yêu soái kia. Hai mắt yêu soái trống rỗng nhìn về phía trước, trong mắt không còn sức sống. Ngã xuống. Đường đường là một vị yêu soái chiến giới lại ngã xuống như thế. Mà lúc này, Dương Diệp nhìn về phía giáo tôn hồn giáo, trên mặt giáo tôn hồn giáo lộ vẻ hung ác. Trong phút chốc, thanh linh hồn chùy lơ lửng ở trước mặt hắn đột nhiên xoay tròn, thoáng cái trực tiếp bắn về phía Dương Diệp. Suy! Linh hồn chùy tản ra lực lượng linh hồn cường đại. Giờ phút này, giáo tôn hồn giáo đã dùng hết sức lực phát động siêu thần khí linh hồn chùy này. Mà lúc này, Dương Diệp ở phía xa đột nhiên ra kiếm. Lấy kiếm thành vực. Một kiếm này đâm ra, trực tiếp đâm vào trên linh hồn chùy. Hai bên đối đầu. Một kiếm này đâm ra, thanh linh hồn chùy cùng chu trong tay Dương Diệp lập tức chấn động mạnh, nhưng trong phút chốc, lực lượng linh hồn trong linh hồn chùy đã trở nên tán loạn, kiếm khí cùng kiếm ý của Dương Diệp lại vẫn tồn tại. Một kiếm thấy cao thấp. Tay phải của Dương Diệp chợt xoay tròn. Thanh linh hồn chùy trực tiếp bị chấn động bay ngược ra ngoài. Mà vào lúc này, giáo tôn hồn giáo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ở trong tay hắn nắm chính là linh hồn chùy vừa bay ra ngoài. Nhìn giáo tôn hồn giáo này tới trước mặt mình, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, vẫn đứng ở nơi đó giống như là bị trói chặt vậy. Trong lòng giáo tôn hồn giáo dâng lên một cảm giác không ổn, nhưng lúc này, hắn như mũi tên đã trên dây, không phát không được. Mà vào lúc này, Dương Diệp ra kiếm. Kiếm vừa ra, ở đó hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Giáo tôn hồn giáo lại dừng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Chẳng biết Dương Diệp đã ở phía sau giáo tôn hồn giáo từ lúc nào. Suy! Đầu của giáo tôn hồn giáo đột nhiên bay ra ngoài, linh hồn thể của hắn vừa muốn bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp trở tay đâm một kiếm, trực tiếp xuyên thủng linh hồn này. Thần hồn cũng bị diệt. Kiếm thu lại. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía huyết nữ đã đi tới trước mặt hắn, thấy được vẻ chấn động trong mắt nàng, hắn tuét miệng cười. Tỷ cứ chờ một lát, hễ là kẻ tới gần ta một trượng, ta đều có thể đơn giản giết chết được. Gần người. Lực chiến đấu khi gần người của Dương Diệp đã không thể dùng từ khủng khiếp để hình dung nữa. Ở nơi đó, hắn không chỉ nâng cao huyết mạch cùng cảnh giới, còn có cả lực phản ứng cùng với thành tựu kiếm đạo. Từ ban đầu bị động chịu đòn đến nghịch chuyển cuối cùng là tàn sát, trong lúc này, Dương Diệp thiếu chút nữa trả giá bằng cả tính mạng của mình. Tuy quá trình là tàn khốc, nhưng kết quả lại rất tốt. Dưới tình huống điên cuồng này, lực phản ứng cùng các phương diện của hắn đều được nâng cao rất lớn. Giáo tôn hồn giáo là cường giả trụ cảnh đỉnh phong. Nếu giao đấu từ xa, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng giết chết đối phương trong nháy mắt. Nhưng gần người thì hắn có thể làm được. Sau khi Dương Diệp dùng một kiếm tiêu diệt giáo tôn hồn giáo, những cường giả hồn giáo và cả những yêu tướng chiến giới xung quanh lập tức bỏ chạy, Dương Diệp sao có thể thả cho bọn họ đi như vậy được. Rất nhanh đã có mấy đường kiếm quang lướt qua chân trời. Suy 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 suy. Theo một tiếng xé gió vang lên, từng cái đầu với máu chảy đầm đìa từ phía chân trời rơi xuống. Tàn sát. Những cường giả nhân loại cùng yêu tướng yêu giới ở trước mặt Dương Diệp căn bản không có sức lực đánh trả lại. Kiếm qua chỗ nào thì nhất định phải có đầu người hạ xuống. Đám người cổ kiếm tông cùng huyết nữ lại đứng ở một bên nhìn Dương Diệp tàn sát. Bọn họ cảm giác mình không cần thiết phải ra tay, bởi vì một mình Dương Diệp đã có thể giải quyết được rồi. Cũng đúng là như vậy, một mình Dương Diệp đã có thể giải quyết được. Rất nhanh, tất cả phía chân trời liền yên tĩnh trở lại. Mà trên không trung,
hơn 10 cái đầu đầm đìa máu chậm rãi rơi xuống. Trong không trung, Dương Diệp quay đầu liếc nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy thanh siêu thần khí linh hồn chùy đâu nữa. Rõ ràng nó đã bị giáo chủ hồn giáo lấy đi. Dương Diệp liếc nhìn không trung, sau đó cúi đầu nhìn đám người Tuyết trưởng lão phía dưới. Chúng ta quay về Cổ Kiếm Tông thôi. Quay về Cổ Kiếm Tông. Giờ phút này, rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông cảm thấy máu mình bắt đầu sôi trào. Trước đó, bọn họ bị đuổi ra ngoài giống như chó nhà có tang, sau đó bắt đầu chạy thoát thân. Không thể nghi ngờ, đệ tử Cổ Kiếm Tông đặc biệt bất bình. Mà bây giờ, bọn họ đã có thể trở về. Công khai trở lại. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn được. Cứ như vậy, Dương Diệp dẫn theo số đệ tử Cổ Kiếm Tông còn lại trở về Cổ Kiếm Tông. Hắn tuyệt đối không để bọn họ tạo dựng lại Cổ Kiếm Tông, bởi vì cho dù có xây dựng ra những cung điện kia thì người khác cũng có thể phá hủy. Vì vậy, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông vẫn ở trên ngọn núi. Ngay từ lúc đầu, đám người Tuyết trưởng lão còn không đồng ý với cách làm này của Dương Diệp, nhưng bây giờ ở Cổ Kiếm Tông hắn có quyền uy tuyệt đối. Hơn nữa, theo các nàng thấy, Dương Diệp làm như thế, có lẽ có thâm ý khác, bởi vậy cũng không nói gì. Bên trong động phủ, Dương Diệp bước vào Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm tổ trước mặt mình. Lúc này, kiếm tổ được Hồng Mông Tháp giúp đỡ nên đã liền lại, nhưng trên thân kiếm vẫn đầy vết rạn. Trong kiếm, kiếm linh đã rơi vào giấc ngủ say. Hồng Mông Tháp cũng bất lực, nó chỉ có thể làm được bao nhiêu thôi. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục lại kiếm tổ, cũng chỉ có thể chờ Tiểu Bạch trở về, chỉ có nàng mới có thể làm được. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, lúc này, Tuyết trưởng lão cùng kiếm kinh đã đi tới trước mặt hắn. Dương Diệp bấm tay bắn ra, chuông thượng cổ siêu thần khí xuất hiện ở trước mặt hai người. Dương Diệp nói, vật này là siêu thần khí, là một món chí bảo mang tính phòng ngự, nó có thể bao phủ không gian mấy ngàn dặm, phạm vi bao phủ càng nhỏ thì càng kiên cố. Kiếm kinh trầm giọng nói, ngươi nên giữ nó lại trên người. Tuyết trưởng lão gật đầu, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Dương Diệp lắc đầu, vật ấy ở lại trên người ta không có tác dụng quá lớn. Nó ở chỗ này, trừ khi cường giả mệnh cảnh của đối phương ra tay, nếu không, các ngươi dùng hết sức phát động nó, cộng thêm các kiếm trận của Cổ Kiếm Tông ta, dưới mệnh cảnh căn bản không thể làm gì được, trừ khi đối phương cũng có siêu thần khí mạnh mẽ. Tuyết trưởng lão còn muốn nói thêm, Dương Diệp lại cười và nói. Tuyết trưởng lão không cần lo lắng cho ta, người có thể giết ta, cho dù ta có 10 siêu thần khí hắn cũng có thể giết ta. Tuyết trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt có chút phức tạp. Sau khi dặn dò một vài chuyện, Dương Diệp liền rời khỏi động phủ của mình. Phải nói là hắn lặng lẽ rời khỏi Cổ Kiếm Tông, nhưng đúng lúc này, huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhị tỷ. Dương Diệp cười nói. Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi lại muốn đi tìm bọn chúng sao? Dương Diệp cũng không che giấu, gật đầu. Ta không cam lòng khi buông tha bọn chúng như thế. Huyết nữ trầm giọng nói. Ngươi làm như thế rất nguy hiểm. Các thế lực của chúng đều có cường giả mệnh cảnh tồn tại. Sở dĩ những người đó không ra là vì e ngại người phía sau Ngô Y. Nhưng có câu chó nóng còn nhảy tường, nếu như ngươi ép bọn chúng quá mức, chúng sẽ không e ngại nữa. Khi đó, ngươi cùng Cổ Kiếm Tông sẽ gặp tai họa. Bây giờ có lẽ ngươi thật sự có thể giao đấu cùng một cường giả mệnh cảnh, nhưng hai mệnh cảnh thì sao? Ba mệnh cảnh, năm mệnh cảnh thì sao? Nàng nói đến đây lại đi tới trước mặt Dương Diệp. Trên dưới Cổ Kiếm Tông, chứ ngươi ra còn có ai có thể giao đấu cùng cường giả mệnh cảnh? Dương Diệp im lặng. Huyết nữ lại nói. Ngươi tức giận, điều này ta có thể hiểu được. Nhưng bây giờ ngươi đi tìm bọn chúng cũng chẳng thể làm gì được. Ngươi giết mấy người, điều này cũng không có ý nghĩa gì cả. Tình hình cùng cục diện bây giờ, trừ khi ngươi giết sạch cường giả mệnh cảnh của bọn họ ra, nếu không căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ ngươi không phải chỉ là một mình, nếu như ngươi chỉ có một người, giết người xong ngươi có thể chạy. Nhưng bây giờ lại khác, bên cạnh ngươi còn có những kiếm tu Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp liếc nhìn bên dưới, sau đó nói. Bây giờ đệ tử Cổ Kiếm Tông còn chưa tới 1.000. Đã có rất nhiều người chết rồi. Huyết nữ nói. Mà ngươi có khả năng sẽ khiến cho bọn họ đều chết sạch. Dương Diệp liếc nhìn phía cuối chân trời. Ta chỉ muốn cho bọn chúng phải trả giá đắt. Huyết nữ cười nói. Ngươi sống sót, bọn họ sẽ trả giá đắt,
Bây giờ, ngươi không ra tay, bọn chúng càng sợ ngươi hơn. Nếu như ngươi ra tay, bọn chúng có lẽ trái lại còn không sợ nữa. Nếu như ta không đoán sai, bọn chúng chắc chắn đã dự đoán về tình hình xấu nhất, thậm chí đã suy nghĩ được cách để đối phó với người phía sau ngươi thế nào, hoặc nói bọn họ có thể phải lựa chọn phá phủ Trầm Chu. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười. Mà người thì sao, người đương nhiên cũng có thể đập nồi dìm thuyền, nhưng, người lấy cái gì để liều mạng với bọn chúng đây? Với thực lực của ngươi bây giờ, có thể ngay cả mệnh cảnh cũng không giết được ngươi, nhưng những thế gia cùng thế lực cổ xưa thì sao? Ngươi cảm thấy bọn họ thật sự không trị được ngươi à? Không nói gì khác, nếu như giáo chủ hồn giáo ra tay, người nắm chắc mấy phần có thể đối đầu được với hắn. Dương Diệp cười gượng. Nhị tỷ, tỷ đang công kích ta sao? Huyết nữ lắc đầu. Ta muốn ngươi nhìn rõ hiện thực thôi. Bây giờ ngươi không ra tay, bọn họ càng lo lắng hơn ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi không ra tay, bọn họ tuyệt đối không dám ra tay với ngươi cùng Cổ Kiếm Tông, bọn họ càng muốn được bình yên hơn ngươi. Dù sao, bên ngoài còn có một hoang tộc mạnh mẽ đang như hổ đói rình mồi. Việc ngươi nên làm lúc này là khiến bản thân càng mạnh hơn nữa. Ngươi nhất định phải có năng lực chém giết cường giả mệnh cảnh. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nhìn về phía huyết nữ, được rồi, ta nghe tỉ. Huyết nữ khẽ gật đầu. Còn có một chuyện nữa, ta cần phải ngươi giúp. Chuyện gì vậy? Dương Diệp hơi tò mò. Huyết nữ trầm giọng nói. Đại tỷ đi tới một nơi tên là Hư Vô Giới, bây giờ, ta không có bất cứ tin tức gì của nàng, ta từng đi tới Hư Vô Giới nhưng cũng không có tìm được nàng, còn thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Hư Vô Giới. Dương Diệp nhíu mày. Đó là chỗ nào? Huyết nữ lắc đầu. Ta cũng không hiểu rõ, người biết đại tỷ nắm giữ năng lực cắn nuốt kỳ lạ, mà điều Hư Vô Giới này có khả năng trợ giúp cho năng lực này của tỷ ấy. Nhưng bây giờ không bất cứ tin tức gì về tỷ ấy, ta sợ có khả năng tỷ ấy đã gặp phải chuyện không may rồi. Dương Diệp trầm giọng nói. Đi ngay bây giờ sao? Chúng ta cũng đi. Lúc này, đám người minh nữ đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Huyết nữ lắc đầu. Các ngươi không thể đi được. Vì sao? Trừ muội nhíu mày. Tỷ, dựa vào đâu mà chúng ta không thể đi chứ? Huyết nữ lắc đầu. Chỗ đó quá mức kỳ lạ và nguy hiểm, trước đây chính ta cũng suýt chết ở đó. Các ngươi, trừ muội có chút bất mãn ngắt lời huyết nữ nói. Chúng ta rất yếu sao, dù sao ta cũng không quan tâm, ta muốn đi, đám người tiểu thập cũng muốn đi. Lúc này, mặt huyết nữ lạnh xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các nàng lập tức chột dạ, vội vàng nhìn về phía Dương Diệp. Hắn liếc nhìn trừ muội, sau đó nói. Trừ muội, để ta đi cùng nhị tỷ thôi. Ngươi đừng trừng mắt với ta, ngươi hãy nghe ta nói trước đã. Chúng ta đi tìm đại tỷ, không phải đi đánh nhau. Hơn nữa, bây giờ Cổ Kiếm Tông có rất ít người, ta mong các tỷ ở lại đây để ý giúp ta. Các tỷ yên tâm, lần này ta đi cùng nhị tỷ tới Hư Vô Giới gì đó, chúng ta nhất định sẽ tìm được đại tỷ, đồng thời dẫn tỷ ấy về. Ta bảo đảm với các tỷ có được không? Thực lực của đám người minh nữ quả thật rất mạnh, nhưng thực lực của huyết nữ còn mạnh hơn. Nàng còn suýt chết ở đó, điều này chứng minh chỗ đó tuyệt đối không là nơi tốt lành gì. Trừ muội còn muốn nói thêm, nhưng lúc này, minh nữ đột nhiên nói. Được rồi, chúng ta ở lại đây. Trừ muội nhìn về phía minh nữ và cảm thấy không hiểu, minh nữ khẽ nói. Nhị tỷ, các tỷ phải cẩn thận đấy. Huyết nữ khẽ gật đầu. Các ngươi ở lại đây cũng phải cẩn thận, tuy nhóm thế lực hồn giáo sẽ không ra tay với Cổ Kiếm Tông. Nhưng cũng không dám bảo đảm bọn họ sẽ giở trò gì đó. Minh nữ gật đầu. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Huyết nữ quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp gật đầu, hai người nhanh chóng trực tiếp biến mất. Trừ muội bất mãn nói. Rõ ràng là chê chúng ta yếu. Mọi người nói xem, sao thực lực của Dương Diệp trở nên mạnh như vậy? Hắn uống thuốc sao? Các nàng. Trong một thông đạo truyền tống nào đó đột nhiên xuất hiện một nữ tử cùng một tên tiểu nữ hài, còn có một vật nhỏ. Tiểu nữ hài liếm mứt quả trong tay một hồi, lại chuyển cho vật nhỏ trên bả vai mình, vật nhỏ lông xù này nhìn mứt quả và liếm nhẹ vài cái, sau đó nhìn trống bỏi trong tay mình lắc nhẹ. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói. An tỷ, chúng ta có phải đã rước lấy phiền phức cho Liêm Xương tỷ hay không? Nữ tử phía trước liếc nhìn tiểu nữ hài nhưng không nói gì.
Tiểu nữ hài có chút chột dạ nói. Hẳn không có chứ, ta chỉ mượn ít tiền mà thôi, tuy cử chỉ của ta có hơi bạo lực một chút, nhưng ta thật sự không đánh bọn họ, nhị nha ta không phải loại người không nói đạo lý. Trên vai nhị nha, Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Các nàng nói đạo lý đấy. An Nam Tĩnh liếc nhìn nhị nha. Cầm một thanh đao còn cao hơn người gác ở trên cổ người ta, như vậy mà còn nói rất có đạo lý à? Còn nữa, người mượn tiền của người ta, người tính khi nào sẽ trả? Trả à? Nhị nha ngây người, sau đó nói. Ta dựa vào bản lĩnh mượn tiền, tại sao ta phải trả chứ? An Nam Tĩnh. Sau khi Dương Diệp cùng huyết nữ rời khỏi cổ kiếm tông, hai người ra khỏi Vĩnh Hằng Quốc và đi tới Vĩnh Hằng Giới. Lối vào của hư vô giới cũng không phải ở Vĩnh Hằng Quốc. Dương Diệp có chút xúc động khi trở lại Vĩnh Hằng Giới. Bây giờ, Vĩnh Hằng Giới đã sớm không còn phồn hoa như trước đây, ở đây, trải qua tiêu hao nội bộ, ở trong chư thiên vạn giới đã sớm không còn quyền phát biểu gì nữa. Hiện tại ở đây nhất định sẽ trở thành chiến trường của hoang tộc cùng Vĩnh Hằng Quốc. Mà người nơi này rõ ràng đều đã biết kết quả này, bởi vậy rất nhiều người cơ bản đều đã rời khỏi Vĩnh Hằng Giới, đi tới giới khác. Vắng vẻ. Rất vắng vẻ, bên cạnh Dương Diệp, huyết nữ khẽ nói. Chiến tranh gần đến. Dương Diệp khẽ cười nói. Đánh, đánh thế giới này không còn thì mọi người đều cao hứng. Nói đến đây, Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu lại, ở cách hắn không xa, chẳng biết đã xuất hiện một nữ tử từ lúc nào. Một nữ tử mặc váy dài màu trắng. Dương Diệp ngây người khi nhìn thấy nữ tử này. Đẹp. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Đây là cảm giác thứ hai của Dương Diệp. Hắn không có cách nào hình dung vẻ đẹp của nữ tử này, phải nói là hắn cảm thấy trên đời này không có bất kỳ từ nào có thể hình dung ra vẻ đẹp của nàng. Không chỉ Dương Diệp, cho dù huyết nữ là nữ tử cũng thất thần. Gương mặt huyết nữ coi như là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng ở trước mặt nữ tử này lại có cảm giác xấu hổ không bằng. Đúng lúc này, chu trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên rung lên, theo tiếng kiếm ngân này vang lên, Dương Diệp lập tức lấy lại tinh thần. Hắn lại nhìn về phía nữ tử, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nữ tử trước mắt này tự nhiên làm cho hắn thất thần. Điều này là không đúng. Bản thân hắn là kiếm tu, kiếm đạo cùng kiếm tâm đã đạt tới mức thuần túy. Tuyệt đối không có khả năng thất thần chỉ bởi vì đối phương đẹp. Rất không bình thường. Huyết nữ cũng lấy lại tinh thần, trên mặt nàng cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Lúc này, nữ tử váy trắng này đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cùng huyết nữ. Dáng người nữ tử váy trắng cao gầy, ở giữa chân mày của nàng có một giọt máu đỏ thẫm, đương nhiên dễ thấy nhất vẫn là hai mắt của nàng trong suốt bình tĩnh, khiến người ta liếc nhìn liền khó có thể rời mắt. Một điều đáng để nói là hai mắt của nàng màu cho. Dương Diệp cùng huyết nữ đều rất đề phòng. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp. Ta đã nghe được lời ngươi mới nói rồi. Thế giới này bị hủy diệt, ngươi rất hả hê, cười trên nỗi đau của người khác à? Dương Diệp nói. Ta không hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Nữ tử lại nói. Vậy sao ngươi còn nhìn? Nhìn thế nào? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh. Ở đây rất nhanh sẽ trở thành chiến trường, sau đó biến mất. 9 phần sinh linh ở đây sẽ bị tiêu diệt sạch. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử. Các hạ là người của Vĩnh Hằng Giới. Vĩnh Hằng Giới. Nữ tử thoáng dừng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu. Coi như là vậy đi, ta chứng kiến thế giới này sinh ra, nó từ không tới có, sau đó đến phồn hoa, cuối cùng là xuống dốc. Dương Diệp nói. Điều này không phải là theo quy luật sao? Hoặc nói, đây là pháp tắc vũ trụ gì đó? Nữ tử đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nụ cười này khiến trời đất mất đi sắc màu vốn có. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp. Sống chết đúng là pháp tắc vũ trụ, cũng là một loại quy luật của vạn vật. Nhưng nguyên nhân bây giờ thế giới này gần biến mất không phải là vì pháp tắc vũ trụ, mà là bởi vì con người. Dương Diệp cười nói. Các hạ. Con người chẳng phải một loại quy luật vũ trụ sao? Nữ tử đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, qua vài hơi thở mới thu hồi ánh mắt. Qua rất lâu, nữ tử đi tới trong sông Vĩnh Hằng bên dưới, tay phải của nàng nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, sau đó nói. Ngươi nói không sai, con người cũng là một loại quy luật vũ trụ. Nàng lại nhìn về phía Dương Diệp.
Đúng lúc này, thân thể Dương Diệp trực tiếp cứng đờ. Trong phút chốc, thanh kiếm chu ở trong cơ thể hắn đột nhiên lao ra, sau đó xuất hiện ở trước mặt nữ tử kia. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt. Phía xa, nữ tử nhìn chu trước mặt. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên khép ngón tay đặt ở trên thân kiếm của chu và chậm rãi di chuyển xuống dưới. Theo ngón tay của nàng di chuyển, kiếm ý cùng sát ý của chu trực tiếp biến mất sạch sẽ. Ánh mắt của nữ tử này dừng lại ở đỉnh kiếm chu, mũi kiếm nơi đó đã không còn. Nó thiếu mất một góc. Nữ tử bấm tay bắn ra, chu trở lại trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía nàng lại nghe nàng nói. Thanh kiếm này vốn cũng không phải tên là chu, mà gọi là thiên chu, nó đã từng có mấy chủ nhân, ta đều rất thất vọng về bọn họ. Về phần ngươi, ta có chút bất ngờ. Ta đã thay ngươi giải phong lực lượng bên trong kiếm này, một nửa kiếm linh trong nó sắp thức tỉnh, khi đó, kiếm này sẽ khôi phục lại một tia diện mạo ban đầu. Một nửa, một tia. Dương Diệp nhíu mày. Như vậy là có ý gì? Nữ tử chậm rãi đi về phía xa. Ngươi cẩn thận cảm nhận đi. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó thò tay cầm kiếm và chậm rãi nhắm hai mắt lại, dần dần, tay phải của hắn bắt đầu chấn động. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra. Sao có thể như vậy được? Thanh kiếm này cũng không phải là thật. Cũng không đúng, phải nói là thanh kiếm này căn bản không đầy đủ. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Mũi kiếm kia đâu? Nữ tử nói. Mũi kiếm là trung tâm của thiên chun kiếm linh, ở bộ phận chính lại ở trong mũi kiếm. Kiếm linh bên trong thân thanh kiếm này không đầy đủ. Dương Diệp trầm giọng nói. Nó là bị thiên mệnh bẻ gãy, đúng không? Nữ tử gật đầu. Đúng. Dương Diệp nói. Vì sao thiên mệnh không trực tiếp hủy? Nó. Nữ tử cười nói. Kẻ cầm đầu gây họa là người chứ không phải là kiếm. Kiếm là do người sai khiến. Kiếm này vốn gọi là thiên chu. Đến trong tay loài người thì biến thành chu, thành vũ khí sát phạt. Dương Diệp nói. Ở trong tay ta, nó cũng là vũ khí sát phạt. Nữ tử cười nói. Ngươi có chút khác biệt. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn qua không trung. Nên đi rồi. Nói xong, thân thể nàng dần dần trở nên mờ ảo. Các hạ xưng hô như thế nào? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp. Nhất, nhất. Dương Diệp sửng sốt. Tên là Nhất Hà. Đây là cái quỷ gì vậy? Dương Diệp vẫn muốn hỏi nhưng nữ tử kia đã biến mất. Sau một lúc lâu, Dương Diệp trầm giọng nói. Thế giới lớn có người trên người, núi cao hơn núi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Người vừa rồi cho ta cảm giác rất kỳ lạ, ta cũng không biết phải nói là kỳ lạ ở chỗ nào nữa. Dương Diệp mỉm cười. Không quan tâm đến nàng ấy làm gì, chúng ta đi tìm đại tỷ thôi. Huyết nữ khẽ gật đầu, sau đó cùng Dương Diệp biến mất khỏi đó. Dương Diệp còn chưa phát hiện ra, khi hắn đưa chu vào bên trong hồng mông tháp, trên thân kiếm chu lặng lẽ xuất hiện một vật nhỏ này rõ ràng rất hưng phấn, nó theo thân kiếm di chuyển về phía trước. Chẳng bao lâu nó đã đi tới đỉnh kiếm, mà vào lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trên chu kiếm. Vật nhỏ này bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như đang giãy giụa kháng nghị, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó liền hoàn toàn dung nhập vào trong thân kiếm. Phong ấn chu được hoàn toàn giải trừ, nhưng trên thân nó đã có thêm một phong ấn thần bí. Hư vô giới. Dương Diệp cùng huyết nữ thông qua truyền tống trận ở vạn giới sơn để tới hư vô giới, sở dĩ bọn họ không cần tới vạn giới đồ là vì qua đài truyền tống sẽ an toàn hơn. Nếu truyền tống ở vạn giới đồ, có quỷ mới biết sẽ truyền tống đến chỗ nào của hư vô giới. Dương Diệp không biết nhiều về hư vô giới, dù sao hắn chưa từng tới đây. Nhưng theo cách nói của huyết nữ, ở đây có một vài sinh linh cường đại. Huyết nữ chỉ vào một dãy núi phía xa. Ta điều tra qua, hư vô giới này có một không gian gọi là không gian hư vô, nơi đó có thế giới hư không vô tận, ta cảm thấy đại tỷ có thể đi tới chỗ đó. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ trầm giọng nói. Đại tỷ có năng lực đặc biệt là cắn nuốt, mà thế giới hư không lại không có sinh mạng, ta cảm thấy đại tỷ có khả năng đi cắn nuốt những thế giới đó. Lúc trước, ta còn có thể liên hệ với nàng, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không có tin tức của nàng nữa. Dương Diệp nói, tỷ từng tới chỗ đó sao? Huyết nữ lắc đầu, ta không đi được, nơi này có một vài sinh linh hư vô, đặc biệt ở chỗ đó còn là cấm địa giới.
Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Lần này ta tìm ngươi tới đây, thật ra chính là để ngươi đánh nhau. Dương Diệp cười nói. Vậy tỷ cũng không tìm nhầm người rồi, ta vẫn tương đối am hiểu đánh nhau đấy. Huyết nữ cười nói. Vậy chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, hai người trực tiếp biến mất. Nhưng không lâu lắm, Dương Diệp cùng huyết nữ liền ngừng lại. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Chúng ta bị theo dõi. Huyết nữ gật đầu. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó ôm quyền nhìn xung quanh nói. Tại hạ Dương Diệp, tông chủ Cổ Kiếm Tông ở Vĩnh Hằng Quốc, vẫn mong các vị giúp đỡ, cho chúng ta. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên vặn vẹo, trong phút chốc có một bóng đen trực tiếp từ trong đó cuốn ra, vây quanh Dương Diệp. Thoáng cái, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Bóng đen kia cũng biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt huyết nữ đại biến. Mà vào lúc này, không gian trước mặt nàng đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, Dương Diệp từ bên trong chui ra. Dương Diệp nhìn huyết nữ và cười gượng. Mặt mũi của ta không được tốt lắm. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Các vị, chúng ta tìm đến người, không phải tới đánh nhau. Tìm người. Lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ở đây không chào đón người bên ngoài, lập tức cút. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Đúng lúc này, giọng nói khàn khàn kia đột nhiên lại vang lên. Khoan đã. Ngươi nói ngươi tên là Dương Diệp à? Dương Diệp gật đầu. Chính là tại hạ, không biết có thể không cho chút mặt mũi được không? Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng. Nể mặt ngươi, Dương Diệp ngươi tính là gì chứ? Dương Diệp. Bên cạnh Dương Diệp, huyết nữ nhịn. Không được bật cười. Dương Diệp lại có chút xấu hổ. Tên của hắn hình như không đủ phân lượng. Lúc này, âm thanh này đột nhiên nói. Rời khỏi hư vô giới, nếu không, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến, mát, suy, một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây, rất nhanh, không gian trước mặt huyết nữ đột nhiên tách ra. Ngay sau đó, Dương Diệp từ trong đó đi ra, mà ở trên tay hắn có thêm một thứ đen như mực. Thứ này bị kiếm ý cùng kiếm quang quấn quanh. Huyết nữ liếc nhìn thứ màu đen này. Chúng ta chỉ tới tìm người, quý giới có thể tạo điều kiện được không? Thứ màu đen này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nhân loại đáng chết, các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Huyết nữ còn muốn nói gì đó, Dương Diệp lại nhíu mày, trong phút chốc, những kiếm quang này bắt đầu lục soát. A, một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng ở nơi đây. Đúng lúc này, mấy khí tức cường đại đột nhiên phát ra từ không gian xung quanh hắn. Dương Diệp nhíu mày, hắn bước về phía trước một bước, trong phút chốc. Từng tia kiếm quang chấn động ra. Xuy 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 xuy. Rất nhiều không gian trực tiếp bị xé rách thành từng lỗ to lớn, mà bên trong đó vang lên từng tiếng nổ mạnh. Dương Diệp tuyệt đối không chém giết bọn họ. Dù sao, hắn tìm đến người chứ không phải tới đánh nhau. Nếu như có thể giải quyết trong hòa bình, hoàn toàn không cần thiết đang đi gây thù chuốc oán khắp nơi. Dương Diệp rút kiếm ý cùng kiếm quang về, những không gian này lập tức tự động khép lại, rất nhanh. Ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một bóng đen trong tay cầm quải trượng màu đen. Dáng vẻ cũng không phải là loài người. Dương Diệp nhìn về phía bóng đen kia, rốt cuộc cũng có một chính chủ đã tới. Loài người, nơi này là hư vô giới. Bóng đen kia đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết, chúng ta chỉ tới tìm người, chứ không có ác ý. Mong hãy tạo điều kiện cho. Bóng đen kia cười lạnh. Không có ác ý. Khi các ngươi bước vào giới này chính là có ác ý đối với chúng ta rồi. Loài người, bản tôn không muốn nói nhiều với ngươi. Ta hạn cho ngươi trong 10 hơi thở phải rời khỏi giới này, nếu không, bản tôn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bóng đen này. Bóng đen kia ngừng nói. Một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể bóng đen cuốn ra, nhưng rất nhanh đã biến mất. Trong nháy mắt, nơi đó hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Bởi vì kiếm của Dương Diệp đã gác ở trên cổ của bóng đen kia. Dương Diệp nhìn thẳng vào bóng đen kia. Ta cảm thấy chúng ta cần phải giao tiếp, ngươi thấy thế nào? Im lặng trong chớp mắt, bóng đen kia khẽ gật đầu. Giao tiếp, cần phải giao tiếp. Dương Diệp khẽ gật đầu và rút kiếm về, sau đó nói. Một đại tỷ của ta đã đến nơi này, nhưng chúng ta mất đi tin tức của nàng. Lần này, chúng ta đến tìm nàng thôi.
Nếu như các ngươi có tin tức của nàng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không có, chúng ta có thể tự mình tìm. Đương nhiên, chúng ta có thể bảo đảm không làm loạn ở chỗ này, không phá hỏng thế giới của các ngươi. Bóng đen kia trầm giọng nói. Bằng hữu các hạ cũng là loài người sao? Dương Diệp gật đầu và nhìn về phía huyết nữ bấm tay bắn ra. Rất nhanh, bức tranh vẽ thiên nữ đã xuất hiện ở trước mặt của bóng đen kia. Là nàng. Bóng đen kia kinh ngạc kêu lên. Trong lòng Dương Diệp vui mừng. Các hạ nhận ra sao? Bóng đen kia im lặng. Dương Diệp nói. Tìm được nàng, chúng ta sẽ rời đi. Bóng đen nói. Nàng bước vào thế giới hư không, chỗ đó ngoại trừ hư chủ ra, không có ai có thể tiến vào trong được. Khi tiến vào trong cũng không có cách nào sống sót, bây giờ chắc hẳn nàng đã giữ nhiều lành ít rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp cùng huyết nữ trầm xuống. Lúc này, huyết nữ nói. Chúng ta muốn đi tới thế giới hư không? Dương Diệp nhìn về phía bóng đen. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Bóng đen nói. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, chỗ đó rất nguy hiểm, cho dù là bản thân chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bước vào trong đó. Nếu như các ngươi tiến vào trong, rất có thể không ra được. Dương Diệp mỉm cười. Không sao, chỉ cần các ngươi để cho chúng ta tiến vào trong là được. Nếu xảy ra chuyện gì, bản thân chúng ta chịu trách nhiệm. Bóng đen khẽ nói. Xin cứ tự nhiên. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, ở trước mặt Dương Diệp cùng huyết nữ xuất hiện một lỗ đen. Bóng đen nói. Bước vào trong đó thì có thể đi thẳng tới thế giới hư không? Dương Diệp liếc nhìn bóng đen, sau đó cùng huyết nữ bước vào trong. Hai người mới vừa đi vào, lỗ đen kia liền trực tiếp khép lại. Rất nhanh, Dương Diệp cùng huyết nữ xuất hiện ở một trong thế giới mờ mịt xám mịt, Dương Diệp không cảm nhận được bất kỳ sinh mạng nào. Xung quanh là một mảnh hư vô vô biên vô hạn. Dương Diệp nhíu mày và có cảm giác kỳ lạ. Huyết nữ trầm giọng nói. Đây chỉ là một trong rất nhiều thế giới hư không, chúng ta có lẽ phải tìm từng chỗ một. Mà vào lúc này, cả thế giới đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh liền có từng lực lượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Nghiền nát. Lực lượng này dường như muốn nghiền nát hai người. Huyết nữ nói. Là linh của thế giới hư không này, Dương Diệp khẽ gật đầu, trong phút chốc, hắn bước về phía trước, kiếm vực xuất hiện ở xung quanh. Không gian xung quanh dao động. Lực lượng thần bí này lập tức bị hắn mạnh mẽ chấn áp xuống. Nhưng vẻ mặt Dương Diệp lại càng thêm nghiêm trọng. Không gian xung quanh hắn cùng huyết nữ đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, rất nhanh đã nghe có từng tiếng gió rít từ trong những vết rạn này truyền ra. Xuy 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 xuy. Theo những tiếng gió xuất hiện, lập tức vang lên từng tiếng xé gió. Cùng lúc đó, không gian kiếm vực bao trùm Dương Diệp cũng nổ tung ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại và bấm tay bắn ra. Lấy hắn làm trung tâm đã có rất nhiều kiếm quang trực tiếp nổ tung. Ầm ầm ầm. Ở đó, những tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng lên. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ở đó yên tĩnh trở lại. Nhưng lúc này hắn cùng huyết nữ đã không còn đứng ở thế giới hư không trước đó nữa. Khóe miệng Dương Diệp không ngừng có máu tươi tràn ra. Huyết nữ đỡ hơn một chút, bởi vì vừa rồi lực lượng của thế giới hư không gần như đều bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng và nhìn lướt qua xung quanh. Rất nhanh, không gian xung quanh lại bắt đầu vặn vẹo giống như trước. Lại tới rồi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sát ý. Trong phút chốc, chu bên thắt lưng của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ và phóng lên cao. Suy. Thiên địa dường như tách ra làm đôi. Chu mạnh mẽ xé rách tất cả, nghiền nát tất cả. Nhưng chẳng bao lâu, thế giới này đã làm ra phản kích. Không gian quanh Dương Diệp bắt đầu nổ tung và phát sinh lực lượng cường đại liên tục lao về phía Dương Diệp cùng huyết nữ như muốn nhấn chìm bọn họ. Đây là cách đánh đồng quy vu tận à? Dương Diệp nhíu mày, những thế giới hư không đều không sợ chết như vậy sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, tâm niệm của Dương Diệp thoáng động khiến chu trở lại trong tay mình. Trong phút chốc, một đường kiếm quang hiện lên thành hình tròn và chém ra đầy hung ác. Ở đó lại phát ra một tiếng nổ lớn. Toàn thế giới lập tức trở nên mờ ảo. Không biết trôi qua bao lâu, cả thế giới hư không dần dần yên tĩnh lại. Dương Diệp cùng huyết nữ vẫn ở tại chỗ, chỉ có điều bây giờ bọn họ lại ở một thế giới mới. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng. Nhị tỷ, đây là thế giới ban đầu. Huyết nữ khẽ gật đầu với vẻ nghiêm trọng.
Thật ra, bọn họ vẫn luôn ở thế giới ban đầu kia. Mấy lần vừa rồi chẳng qua là biểu hiện giả dối thôi. Không đúng, cũng không thể nói là biểu hiện giả dối, bởi vì những lực lượng này và vết thương của hắn đều là thật. Bọn họ đã rơi vào một sự tuần hoàn. Cái chết tuần hoàn. Vẻ mặt Dương Diệp cũng có phần nghiêm trọng, bởi vì hắn thi triển ra kiếm vực bao trùm cho thấy thế giới này tuyệt đối không có gì khác thường. Điều này lại rất không bình thường. Quan trọng nhất là cho dù hắn hủy diệt thế giới này, nhưng trong phút chốc, nơi hắn xuất hiện vẫn là thế giới này. Hắn cùng huyết nữ đã bị nhốt ở đây. Thế giới hư không vây khốn hắn sao? Dương Diệp lắc đầu, một thế giới hư không đơn thuần tuyệt đối không có năng lực lớn như vậy. Hắn có thể cảm nhận được thế giới này cũng không cường đại như vậy. Nói cách khác, rất có khả năng vây khốn hắn cùng huyết nữ là người khác. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua. Lúc này, thế giới này lại bắt đầu. Từng tấc nổ tung. Dương Diệp chắn ở trước mặt huyết nữ, rất nhanh liền có rất nhiều kiếm ý cùng kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Phương Thốn kiếm vực. Ở đây, hắn chỉ có thể lựa chọn lấy cứng chọi cứng, bởi vì nếu như không làm thế, hắn sẽ rơi vào trong sự bị động vô tận. Trước khi nghĩ ra được biện pháp giải quyết, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng lực phá thế giới này. Tuy phá cũng không có tác dụng gì. Rất nhanh, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, cả thế giới lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ. Dương Diệp cùng huyết nữ vẫn ở đây, mà sau vài hơi thở, bọn họ lại xuất hiện ở chỗ khác. Một thế giới giống hệt với trước đó. Phía sau Dương Diệp, huyết nữ trầm giọng nói. Chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, quanh người hắn đã xuất hiện vết rạn nứt nhỏ tới mức không thể điều tra. Thật may là hắn có hồng mông tử khí, chút vết thương ấy cũng không quá nghiêm trọng như vậy. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, trong phút chốc, hai tay hắn cầm kiếm chợt cắm về phía trước mặt. Ầm, một kiếm khí cường đại chấn động ra, trong nháy mắt, thế giới xung quanh bắt đầu tan vỡ từng tấc. Mười hơi thở sau, xung quanh lại khôi phục sự yên tĩnh. Thế giới kia còn, Dương Diệp cùng huyết nữ cũng vẫn ở đây. Bị nhốt ở đây. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lấy ra trấn giới ấn, cái ấn này được xưng là có thể phá kết giới cùng trận pháp của vạn giới. Trấn giới ấn phóng lên cao, một lực lượng thần bí mạnh mẽ tản ra ở phía chân trời. Nhưng sau một lát, lực lượng thần bí này biến mất không thấy bóng dáng. Trấn giới ấn từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Không có tác dụng. Dương Diệp thu hồi trấn giới ấn và nhìn lướt qua xung quanh. Chủ nhân thế giới hư vô. Ta tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Im lặng trong chớp mắt, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Thử xem. Theo giọng nói kia vang lên, không gian ở đó đột nhiên lại vặn vẹo một cách kỳ lạ. Mà lần này, vẻ mặt Dương Diệp hoàn toàn lạnh đi. Hắn đi tới chỗ này tuyệt đối không muốn gây sự, nhưng cây muốn lặng gió không ngừng. Hắn không biết vì sao thế giới hư vô này lại phải nhằm vào hắn, nhưng điều này đã không quan trọng nữa. Vào giờ phút này, huyết mạch trên người Dương Diệp đột nhiên sôi trào lên, trong phút chốc, một lực lượng cường đại không ngừng chấn động ra. Lực huyết mạch. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên đâm ra. Kiếm vực, lấy kiếm thành vực. Một kiếm này đâm ra, tất cả thế giới hư vô đột nhiên run lên giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng. Trong phút chốc, cả thế giới hư vô trực tiếp trở nên mờ ảo, dần lần bắt đầu nổ tung. Lần này nổ tung hoàn toàn khác trước. Bản nguyên của cả thế giới hư vô đều đã vỡ vụn. Bất kỳ trận pháp cùng kết giới nào, bao gồm ảo giác cũng không qua nổi lực lượng phá hủy tuyệt đối. Mà bây giờ, một đòn này của Dương Diệp đã hoàn toàn vượt qua phạm trù thế giới này có thể nhận được. Một kiếm phá. Vài hơi thở sau, ở đó dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Mà giờ phút này, Dương Diệp cùng huyết nữ đã rời khỏi thế giới trước đó. Bây giờ bọn họ ở hư vô giới. Thế giới vừa rồi đã trống rỗng, chỗ thế giới của bọn họ bây giờ là chân thật. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh. Đi ra chưa? Không có tiếng trả lời. Đúng lúc này, từng kiếm ý cùng kiếm khí đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phát ra ngoài, nhanh chóng chấn động về bốn phía xung quanh. Lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, nếu như hắn làm loạn sẽ là tai họa cho bất kỳ một thế giới nào. Cho dù là thế giới Vĩnh Hằng Quốc này cũng tuyệt đối không chịu nổi sự hành hạ của hắn. Mà hư vô giới còn chưa tính là thế giới cao đẳng. Rất nhanh,
một lực lượng thần bí mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, những kiếm ý cùng kiếm khí do Dương Diệp phát ra lập tức bị ép phải dừng lại. Vẫn chưa kết thúc, lực lượng thần bí này trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp cùng huyết nữ, đẩy kiếm khí cùng kiếm kia ngược về phía hai người. Lúc này, trụ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên trực tiếp chém xuống. Suy, tất cả không gian bị chém rách giống như giấy. Mà vào lúc này, một sợi xích sắt màu đen tuyền đột nhiên bao phủ xung quanh Chu, những xích sắt này nhanh chóng co lại, trói thật chặt lấy nó. Cùng lúc đó, một nam tử trung niên mặc áo choàng màu đen xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy người này, bởi vì đối phương cũng không phải là mệnh cảnh. Không phải là người đứng đầu hư vô giới sao? Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, giơ tay lên vẫy một cái. Phía xa, Chu chấn động mạnh, sau đó trực tiếp thoát khỏi dây xích màu đen và trở lại trong tay hắn. Dương Diệp nhìn về phía người trước mặt kia. Không nói à? Người thần bí mặc áo choàng đen này nói. Người có hai lựa chọn, thứ nhất là lập tức cút. Thứ hai là chết ở đây. Đúng rồi, hư vô giới ta là đồng minh của Vĩnh Hằng Quốc. Ngươi hiểu rõ rồi chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Trước kia ta không biết, nhưng bây giờ đã rõ rồi. Đồng minh đúng không? Bằng hữu của kẻ địch lại là kẻ địch, nếu là kẻ địch vậy thì ta đã rõ rồi. Vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Gần như cùng lúc, người thần bí kia cũng biến mất. Dương Diệp nhanh chóng đi tới cách vị trí của người kia một trọng, khi bị Dương Diệp tới gần, đồng tử của người thần bí kia lập tức co lại. Nguy hiểm! Đây là cảm giác đầu tiên của hắn, phản ứng bản năng làm cho hắn lại muốn kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Nhưng đã muộn rồi. Suy! Theo một tiếng xé rách vang lên, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bóng đen này là Dương Diệp. Dương Diệp bay gần trăm trượng mới dừng lại. Một sợi dây xích màu đen xuyên qua trước ngực của hắn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà phía xa, đầu của người thần bí kia đã không thấy nữa. Một lần giao đấu vừa rồi, Dương Diệp đã lấy vết thương đổi mạng. Cách đó không xa, huyết nữ nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Nàng phát hiện, sau khi Dương Diệp gần người thì đặc biệt khủng khiếp, có thể nói lúc đó lực chiến đấu của hắn là không gì sánh kịp. Giây phút đó, Dương Diệp lại giống như một kiếm tu tuyệt thế không thể chiến thắng. Phía xa, Dương Diệp thu hồi kiếm, sợi dây xích màu đen trước ngực đã bị hắn chém thành nhiều đoạn. Chỉ cần không phải là siêu thần khí, Chu trong tay hắn có thể dễ dàng phá hủy. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Huyết nữ theo bản năng hỏi. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên là tìm đại tỷ đi. Nếu hôm nay không tìm được đại tỷ, ta lại lật ngược thế giới hư vô này. Huyết nữ liếc một cái Dương Diệp. Chúng ta là đến tìm người chứ không phải tới đánh nhau, phải nói đạo lý, hiểu chưa? Dương Diệp ngây người. Nhị tỷ, tỷ sẽ không bị người đoạt xác chứ? Dương Diệp trực tiếp bị huyết nữ gõ mạnh một cái vào đầu. Hắn đương nhiên không dám đánh trả, vội vàng xin tha. Không quan tâm hắn trưởng thành đến mức nào, ở trong lòng hắn có vài người cần phải tôn kính cả đời, thật lòng kính trọng. Hai người tiếp tục đi tới. Xung quanh có rất nhiều nói khí tức không rõ ràng không ngừng theo bọn họ, Dương Diệp cũng không ra tay với những sinh linh hư vô, theo như lời huyết nữ, có một cung điện lơ lửng trên không trung ở cuối dãy núi phía xa. Nàng có trực giác bên trong có truyền tống trận nối liền với thế giới hư không vô tận. Mục đích của bọn họ chính là truyền tống trận này. Chỉ trong giây lát, cung điện kia xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Đây là một tòa cung điện lộng lẫy, tất cả đều được làm bằng kim thạch nào đó, phát ra một uy áp vô hình, khiến cho người ta cảm giác rất áp lực. Dương Diệp phóng ra kiếm ý làm áp lực kia trực tiếp biến mất. Dương Diệp dẫn theo huyết nữ nhảy lên không trung và đi về phía tòa cung điện này. Chẳng bao lâu, hai người đã tới cửa đại điện, mà khi bọn họ chỉ còn cách đó không xa lại phát hiện ra có một ảo ảnh đang đứng ở đó. Hình dạng của ảo ảnh tương tự với loài người, trong tay cầm một cái quải trượng màu đen. Diệp tông chủ, hư vô giới ta không thù không oán với ngươi, ngươi tự tiện xông vào giới ta, còn tiêu diệt sinh linh của hư vô giới ta, ngươi khó tránh khỏi quá bá đạo đi. Ảo ảnh này nói. Dương Diệp cười nói. Thế nào, bây giờ các ngươi muốn giảng đạo lý với ta sao? Ảo ảnh này khẽ nói. Vạn sự không ngoài một chữ lý, Diệp tông chủ, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu.
Xin lỗi, bây giờ ta không muốn nghe giảng đạo lý. Khi ta cho các ngươi mặt mũi, các ngươi tuyệt đối không quý trọng. Bây giờ, các ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng sẽ không quý trọng. Bây giờ, ta và hư vô giới các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, để cho chúng ta bước vào thế giới hư không vô tận, sau khi tìm được người, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Thứ hai, ta giết các ngươi, sau đó tiến vào trong. Ảo ảnh này im lặng một lát, sau đó nói. Mọi người đều nói Diệp Tông Chủ vô cùng bá đạo, hôm nay hư vô giới ta xem như đã thấy được rồi. Ngươi muốn đi vào, vậy cứ tiến vào trong đi. Tuy nhiên ta phải nói trước, nếu ngươi không thể đi ra được thì cũng đừng trách hư vô giới ta. Dương Diệp cười nói. Sẽ không đâu, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi giở trò gì hại chết ta, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đúng, vị đại tỷ sau lưng ta nói, mọi chuyện sẽ do ta tự mình giải quyết, nếu như ta chết, nàng nhiều lắm là giúp ta nhặt xác, nàng sẽ không báo thù cho ta, thật đấy, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Huyết nữ liếc một cái Dương Diệp, người này càng lúc càng giảo hoạt. Ảo ảnh này khẽ nói. Diệp Tông Chủ cũng không cần nhấn mạnh về vị cường giả siêu cấp phía sau ngươi làm gì. Yên tâm, hư vô giới chúng ta sẽ không âm thầm ra tay với ngươi. Tuy nhiên, bản thân thế giới hư vô lại tồn tại nguy hiểm, nếu như ngươi chết ở bên trong, vậy không trách được chúng ta. Dương Diệp cười nói. Yên tâm, ta sẽ không trách các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng huyết nữ đi về phía cung điện này. Mà ảo ảnh này tuyệt đối không ngăn cản. Hắn thật sự không dám. Muốn y ngăn cản Dương Diệp thì phải ra tay, mà ra tay, trong cả hư vô giới, ngoại trừ hư chủ chí cao vô thượng ra, đã không có người nào có thể giết được hắn. Mà hư chủ chí cao vô thượng này lại kiêng kỵ tiểu nữ hài thần bí phía sau Dương Diệp. Hơn nữa, tuy hư vô giới đứng bên phía Vĩnh Hằng Quốc, nhưng muốn bọn họ vì Vĩnh Hằng Quốc mà liều chết với Dương Diệp, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Nói một cách đơn giản, hiện tại không có ai muốn chọc vào tên cứng đầu Dương Diệp này. Cho dù là vị chủ Vĩnh Hằng hay hồn giáo cũng sẽ không chủ động tới trêu chọc hắn. Bây giờ, chỉ cần hắn không cố ý gây sự đã là rất tốt rồi. Ảo ảnh khẽ thở dài, trong tiếng thở dài có chút không cam lòng, còn có chút tức giận. Thả cho Dương Diệp vào trong chính là một chuyện không vẻ vang gì đối với hư vô giới, phải nói rằng đây là một chuyện sỉ nhục đối với hư vô giới mới đúng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu ảo ảnh này. Trời muốn hắn diệt vong, phải khiến hắn điên cuồng trước. Ngươi không cần lưu ý làm gì. Không lâu nữa, kẻ phía sau hắn sẽ biến mất khỏi đời này, khi đó giết hắn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Nghe vậy, cảm giác không cam lòng của ảo ảnh kia liền biến mất. Sau khi Dương Diệp cùng huyết nữ đi tới trong cung điện, thông qua truyền tống trận bên trong cung điện bước vào thế giới hư không vô tận. Lần này, thế giới hư không vô tận này là thật. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ, tỷ có cách gì tìm kiếm đại tỷ, hoặc liên hệ với đại tỷ không? Huyết nữ im lặng một lát, sau đó lắc đầu. Không được, ta đã không cảm giác được sự tồn tại của đại tỷ. Dương Diệp nhíu mày và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Nếu như chúng ta tìm từng thế giới thì sợ rằng chỉ lãng phí thời gian thôi. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có cách gì sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Có một cách nhưng không phải là cách. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua, hơi cong khóe miệng nói. Sinh linh hư vô giới quen thuộc với nơi này hơn chúng ta, nếu như bọn họ đồng ý giúp, vậy mọi chuyện nhất định sẽ đơn giản hơn nhiều. Huyết nữ lắc đầu. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ giúp sao? Dương Diệp cười nói. Bọn họ không giúp thì ta không đi nữa, đúng vậy, ta muốn luyện kiếm, ta phải luyện kiếm ở chỗ này, từ từ luyện kiếm. Luyện kiếm. Dương Diệp nói được thì làm được, rất nhanh, hắn bắt đầu luyện lên kiếm ở trong thế giới hư không vô tận này. Nói là luyện kiếm còn không bằng phá hủy. Kiếm khí cường đại cùng kiếm ý điên cuồng chấn động tất cả thế giới hư không. Khi biết hư vô giới cùng Vĩnh Hằng Quốc liên minh, hắn không còn nghĩ tới giảng đạo lý nữa. Bởi vì nếu những thế lực này, những người này có thực lực nghiền ép ngươi, chắc chắn sẽ không nói đạo lý với ngươi. Chỉ khi thực lực của ngươi nghiền ép bọn họ mới có thể nói đạo lý thôi. Kiếm khí cùng kiếm ý cường đại điên cuồng phá hủy những thế giới xung quanh, rất nhanh, hư vô giới cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tất cả sinh linh hư vô giới cũng không thể bình tĩnh được nữa, chỉ trong giây lát, ảo ảnh lúc trước lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp.
Lúc này, toàn thân ảo ảnh này tản ra khí tức dao động mãnh liệt, rõ ràng lần này nó thật sự tức khí uẩn. Dương Diệp, người đừng có khinh người quá đáng. Ảo ảnh này gần giọng nói. Dương Diệp khẽ nói. Ta luyện kiếm liên quan gì tới ngươi? Lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên phóng về phía Dương Diệp. Nhưng chẳng bao lâu, khí tức cường đại này trực tiếp bị kiếm ý trên người của Dương Diệp phát ra làm tiêu tan. Dương Diệp liếc nhìn ảo ảnh này. Ngươi muốn luyện kiếm với ta sao? Ảo ảnh này trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi thật sự cho rằng hư vô giới ta không trị được ngươi sao? Dương Diệp khẽ cười. Dương Diệp ta là một người sảng khoái, cũng không những lời vô nghĩa với các ngươi. Ta muốn tìm được đại tỷ của ta, thế giới hư không vô tận này quá lớn nên ta không tìm được, cho nên các ngươi hiểu rõ rồi đấy. Ảo ảnh lạnh lùng nói. Ngươi không tìm được thì liên quan gì tới chúng ta chứ? Cũng đâu phải chúng ta làm mất nàng. Sắc mặt Dương Diệp đột nhiên lạnh xuống. Lão tử không quan tâm, các ngươi giúp ta tìm, nếu không tìm được ta lại không đi. Dương Diệp, ảo ảnh này thật sự muốn phát điên. Ngươi thật sự cho rằng hư vô giới ta dễ bắt nạt, có thể mặc cho ngươi dẫm đạp hay không? Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ vào ảo ảnh phía xa này. Ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay Dương Diệp ta không nói đạo lý. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi có giúp hay không? Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Mà ảo ảnh này lại tức giận tới mức cơ thể đang run rẩy. Khinh người quá đáng. Cái gì gọi là khinh người quá đáng, chính là đây. Qua nhiều năm như vậy, hư vô giới đã bao giờ bị nhục nhã thế chứ? Ảo ảnh này không thể nhẫn nhịn được nữa. Ngay lập tức, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên rạn nứt ra, rất nhiều khí đen nhỏ như sợi tóc từ trong không gian kia tràn ra, giống như một lưới đánh cá lập tức bao trùm lấy Dương Diệp. Ăn mòn. Giờ phút này, trang phục cùng cơ thể của Dương Diệp bắt đầu bị ăn mòn. Cho dù có hồng mông tử khí chữa trị cũng không chịu nổi sự ăn mòn này. Dương Diệp không dám khinh thường, giơ tay lên chém ra một kiếm. Lấy kiếm thành vực. Giờ phút này, chu trong tay hắn giống như có thể mở ra thiên địa, một kiếm này hạ xuống, tấm lưới khí đen quanh người hắn lập tức biến mất không thấy nữa, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Dương Diệp đã xuất hiện ở chỗ ảo ảnh kia đứng lúc trước. Mà giờ phút này, ảo ảnh này đã ở cách đó hơn mấy trăm trượng. Ảo ảnh nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ đề phòng cùng nghiêm trọng. Trước đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy được năng lực cận chiến của Dương Diệp. Một khi để cho Dương Diệp tới gần người, đây tuyệt đối là hủy trời diệt đất. Bởi vậy, khi Dương Diệp vừa ra kiếm, hắn liền lập tức lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Một khi để cho Dương Diệp gần người, hắn không chết cũng phải tàn. Phía xa, Dương Diệp liếc nhìn ảo ảnh này, trong phút chốc, một thanh phi kiếm bay qua. Ảo ảnh này vô cùng kinh ngạc, tay phải hắn cầm quải trượng nhẹ nhàng rạch một cái vào phía trước mặt. Suy! Không gian ở trước mặt hắn trực tiếp nứt ra, phi kiếm của Dương Diệp chém thẳng vào trong không gian kia, không gian nhanh chóng khép lại, nhưng đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Trong chớp mắt yên lặng, ong, theo một tiếng kiếm ngân vang lên, chỗ không gian này trực tiếp nổ tung ra, một thanh phi kiếm từ trong không gian nổ tung vọt ra. Mà lúc này, quải trượng trong tay ảo ảnh này điểm một cái lên trên. Một điểm này trực tiếp điểm vào mũi của thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này của Dương Diệp bị chấn động bay ngược về phía sau. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt ảo ảnh này. Nhưng Dương Diệp còn chưa ra kiếm, ảo ảnh này liền lui về phía sau mấy trăm trượng, trực tiếp kéo dài khoảng cách với hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh ra như điện chớp. Phía xa, quải trượng trong tay ảo ảnh này đột nhiên lại điểm một cái về phía trước. Suy! Rất nhiều khí đen nhỏ như sợi tóc đột nhiên hiện ra, hình thành một màn bảo hộ dày. Nhưng khi kiếm trong tay Dương Diệp hạ xuống, màn bảo hộ kia trực tiếp tiêu tan thành mây khói, tuy nhiên hắn lại nhíu mày, bởi vì ảo ảnh này đã lùi đến ngoài nghìn trượng. Tốc độ của hắn không chiếm nhiều ưu thế bằng đối phương. Nếu như đối phương cứ trốn tránh không chịu chiến đấu, hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Ảo ảnh này nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, vẻ nghiêm trọng trong mắt biến thành kiêng kỵ. Thực lực của bản thân Dương Diệp đã có thể dễ dàng chém giết cường giả chủ cảnh đỉnh phong, như vậy thì cũng thôi,
nhưng ở trong tay hắn còn có một thanh siêu thần khí vô cùng sắc bén. Chu ở trong tay Dương Diệp thật sự như hổ thêm cánh, cường giả chủ cảnh bình thường căn bản không có cách nào địch nổi hắn. Có thể nói cả vạn giới, trong cùng cấp sợ rằng không thể tìm quá một bàn tay những người có thể chống lại Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía ảo ảnh này. Ta không muốn lãng phí thời gian, ta hỏi một lần cuối cùng, các ngươi giúp hay không giúp? Ảo ảnh nhìn chằm chằm Dương Diệp, giờ phút này toàn thân Dương Diệp không còn thấy kiếm ý cùng kiếm quang nữa, nhưng lại càng làm cho người ta kiêng kỵ hơn. Ảo ảnh này gằn giọng nói. Dương Diệp, kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục, hư vô giới ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, suy. Không gian ở đó đột nhiên nổ tung. Nó bị kiếm xé rách. Đồng tử của ảo ảnh này đột nhiên co lại. Giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt ảo ảnh này. Hai người cách nhau không đến một trượng. Kiếm trong tay Dương Diệp đã được chém ra. Nhanh đến mức tận cùng. Giờ phút này, Dương Diệp không giống như kiếm tu, mà giống như một sát thủ hơn. Sở dĩ ảo ảnh kia không trốn nữa, là vì lần này Dương Diệp trực tiếp sử dụng kiếm vực mạnh mẽ chấn áp vị trí không gian của hắn, khiến tốc độ của hắn bị giảm xuống, chính vì vậy đã khiến cho Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà bây giờ, hắn muốn chạy trốn thì đã không kịp nữa. Kiếm của Dương Diệp ra, nhưng mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng của ảo ảnh này liền dừng lại. Phía xa, huyết nữ nhíu mày, ở toàn thân nàng có một xương máu xuất hiện trong không trung. Trước mặt Dương Diệp, ảo ảnh này lặng lẽ biến mất. Trong phút chốc, Dương Diệp thu kiếm vào. Lúc này, một truyền tống trận tối tăm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Tiến vào trong. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh. Cảm ơn. Vừa dứt lời, hắn dẫn theo huyết nữ bước vào trong truyền tống trận này. Hai người nhanh chóng biến mất ở trong truyền tống trận. Mà lúc này, ảo ảnh trước đó lại xuất hiện. Trầm giọng nói. Chủ thượng, người này sỉ nhục hư vô giới ta như vậy, ta không nhịn được cơn giận này. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Âm thanh này đột nhiên hỏi. Ảo ảnh ngây người, sau đó vẻ mặt có chút khó coi. Âm thanh này lại hỏi. Ở dưới mệnh cảnh, người này đã gần như vô địch rồi. Nếu ta không ra tay, hắn có thể giết hết tất cả hư vô giới. Ảo ảnh trầm giọng nói. Vậy vì sao chủ thượng không ra tay? Âm thanh này không trả lời. Rất nhiều người không biết chuyện đã xảy ra ở thế giới thủy nguyên địa, nhưng cường giả cấp bậc như bọn họ cơ bản đều biết. Dương Diệp hắn có thể giết chết cường giả chủ cảnh đỉnh phong trong nháy mắt, đây thật sự không tính là gì cả. Nếu như hắn ra tay sẽ có 9 phần 9 nắm chắc chém giết Dương Diệp. Nhưng điều khiến bọn họ thật sự kiêng kỵ chính là người phía sau Dương Diệp, vị kia có thể giết chết mệnh cảnh trong nháy mắt. Phải biết rằng, cho dù là chủ nhân thần cư ở trước mặt nàng cũng không chịu nổi một đòn, còn thiếu chút nữa bị nàng lấy sức một người hủy diệt cây cầu này. Nhưng những thế lực của thế giới kia, bao gồm cả thiên điện thậm chí còn không dám thả dám nữa. Không chỉ vậy còn đích thân tự giải quyết hai thế lực này, để làm cho vị kia bớt giận. Hắn có thể giết Dương Diệp, nhưng hắn không dám. Không chỉ hắn không dám, mấy vị đại lão Vĩnh Hằng Quốc cũng không dám ra tay. Phải nói là khi Dương Diệp không đạt được mệnh cảnh, đám người bọn họ đều không dám ra tay. Bởi vì một khi vị kia ra tay, bọn họ không chịu nổi đâu. Dương Diệp cùng huyết nữ xuất hiện ở trong một thế giới hư không vô tận, lúc này nơi đây đang chấn động kịch liệt. Dương Diệp cùng huyết nữ liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đã thấy thế giới hư không vô tận này tê bắt đầu trở nên mờ ảo. Cắn nuốt. Lúc này, huyết nữ trầm giọng nói. Là đại tỷ. Nàng đang cắn nuốt thế giới này. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, nhưng hắn tuyệt đối không phát hiện ra được tung tích của thiên nữ. Mà vào lúc này, cả thế giới hư không bắt đầu trở nên mờ ảo, phải nói là năng lượng không chung của thế giới này đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp có chút đề phòng. Phải nói là có chút nghiêm trọng. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Lúc này, tất cả thế giới hư không đã càng lúc càng trong suốt. Dương Diệp trầm giọng nói. Không tốt, thế giới này sắp biến mất. Dương Diệp vội vàng thi triển ra kiếm vực hoàn toàn bao phủ hắn cùng huyết nữ. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt kinh hãi của hai người, thế giới bên ngoài kiếm vực bắt đầu biến mất từng chút một. Biến mất trên phương diện ý nghĩa chân chính.
vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, thiên nữ đang cắn nuốt thế giới này. Nàng làm sao làm được? Phải biết rằng cắn nuốt không giống với phá hủy, cắn nuốt thế giới này cùng phá hủy thế giới này hoàn toàn khác nhau. Lúc này, huyết nữ đột nhiên ngẩng đầu. Đại tỷ không ở thế giới này. Dương Diệp đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Bởi vì kiếm vực của hắn tự nhiên lại bắt đầu chấn động. Lực cắn nuốt thần bí đã bắt đầu cắn nuốt kiếm vực của hắn. Cắn nuốt kiếm vực. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, bởi vì nếu như kiếm vực bị cắn nuốt, bản thân hắn sẽ gặp phải thương tổn rất nghiêm. Trọng. Dương Diệp không dám khinh thường, vội vàng thi triển ra kiếm ý cùng kiếm khí chống lại những lực cắn nuốt này. Nhưng điều này không có hiệu quả quá lớn. Những lực cắn nuốt này vẫn tồn tại. Hơn nữa, kiếm khí cùng kiếm ý của hắn cũng đang bị xâm chiếm từng bước một. Huyết nữ nhíu mày, trong phút chốc, bên trong kiếm vực của Dương Diệp đột nhiên biến thành một biển máu. Huyết vực, hai vực chồng lên nhau. Có huyết vực của huyết nữ gia nhập, những lực cắn nuốt lập tức bị cản lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bất kể là Dương Diệp hay huyết nữ đều thở phào nhẹ nhõm. Lực cắn nuốt này thật đáng sợ, nếu để cho nó tới gần, sợ rằng hai người bọn họ đều sẽ chết chắc. Cứ như vậy, thế giới ở ngoài vực hai người đã hoàn toàn bị cắn nuốt, trở thành một nơi hoàn toàn tối đen. Thế giới kia lại bị cắn nuốt sạch sẽ ở ngay trước mặt hai người bọn họ. Trong lòng cả hai đều rất chấn động. Cắn nuốt. Sau khi thiên nữ cắn nuốt thế giới này, nàng có thể từ đó hấp thụ năng lượng mình cần. Nói cách khác, nàng cắn nuốt càng nhiều, bản thân lại càng mạnh. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người từ ngưng trọng mới dần dần nới lỏng. Thiên nữ trở nên mạnh mẽ tất nhiên là chuyện tốt đối với bọn họ. Đương nhiên, mục đích bây giờ chủ yếu là tìm được nàng trước đã. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ khẽ gật đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, không gian xung quanh nhanh chóng dâng lên từng dao động. Qua rất lâu, huyết nữ mở mắt, tay phải của nàng nắm lấy vai của Dương Diệp, sau đó, hai người trực tiếp biến mất. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cùng huyết nữ mới ngừng lại. Lúc này, bọn họ đã ở trong một mảnh không trung mịt mờ, bọn họ nhìn thấy một nữ tử ở sâu bên trong đó. Thiên nữ. Hai người nhìn thấy thiên nữ, trong lòng liền vui mừng và vội vàng bay tới. Nhưng khi tới cách thiên nữ không đến trăm trượng, một lực cắn nuốt mạnh mẽ trực tiếp nhấn chìm hai người. Dương Diệp cùng huyết nữ vô cùng kinh ngạc, vội vàng lùi lại mấy trăm trượng, lực cắn nuốt này lại trở về trên người thiên nữ. Bọn họ không có cách nào tới gần. Dương Diệp cùng huyết nữ liếc mắt nhìn nhau. Dương Diệp hỏi. Nhị tỷ, tình huống đại tỷ bây giờ có gì đó không ổn. Huyết nữ khẽ gật đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, thiên nữ vẫn không nhúc nhích, nhưng xung quanh lại có rất nhiều năng lượng liên tục lao về phía nàng. Rõ ràng, đó chính là năng lượng không chung của những thế giới bị nàng cắn nuốt. Có thể liên hệ với nàng không? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ do dự một lúc, sau đó nói. Ta thử xem. Nói xong, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, từng gợn sóng không gian nhanh chóng chấn động về phía thiên nữ, nhưng chúng còn chưa tới phạm vi trăm trượng xung quanh thiên nữ đã trực tiếp bị cắn nuốt sạch. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp, lắc đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thiên nữ, trầm giọng nói. Có lẽ một phần ý thức của đại tỷ không ở đây. Xem ra chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ nàng. Huyết nữ khẽ gật đầu, bây giờ bọn họ cũng chỉ có biện pháp này. Cứng rắn tiến lên sẽ không tốt cho tất cả mọi người. Cho nên, bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ phần ý thức chính của thiên nữ trở về. Bên cạnh Dương Diệp, huyết nữ khẽ nói. Sau lần này, sợ rằng thực lực của đại tỷ sẽ sâu không lường được. Dương Diệp gật đầu. Lực cắn nuốt của thiên nữ quá kinh khủng. Bây giờ. Nàng còn chưa đạt tới đỉnh phong, một khi nàng đạt được đỉnh phong, khi đó nàng có thể tùy tiện cắn nuốt một giới. Loại đại chiêu mang tính đoàn thể này có tính chất hủy diệt đối với bất kỳ một giới nào. Loại năng lực này thật sự có chút nghịch thiên. Lúc này, huyết nữ lại nói. Đại tỷ cắn nuốt thế giới hư không vô tận mà không kiêng nể gì mà, nhưng chủ hư vô lại không hề ngăn cản, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngay từ lúc đầu hắn cũng nghĩ đến điểm này. Theo đạo lý mà nói, người đứng đầu hư vô sẽ không để cho thiên nữ làm như vậy mới đúng. Dù sao, thế giới hư không vô tận này thuộc về hư vô giới. Huyết nữ trầm giọng nói. Tạm thời không cần để ý tới chuyện này,
chờ ý thức chính của đại tỷ khôi phục thì tất cả sẽ rõ ràng. Chờ. Bây giờ hai người chỉ có thể chờ ý thức chính của thiên nữ trở về. Dương Diệp trở lại Hồng Mông Tháp, hắn lại đi tới trước căn nhà trúc của Tiểu Kỳ. Trên chiếc bàn bên trong nhà trúc có để hai cái hộp. Ánh mắt Dương Diệp nhìn quả trứng kia, trực giác nói cho hắn biết, quả trứng này có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, hắn kiểm tra qua rất nhiều lần lại không phát hiện được gì, cuối cùng chỉ có thể không bỏ đó. Dương Diệp lắc đầu và rời khỏi gian nhà trúc. Hắn nhìn thấy Lôi Lâm ở ngoài cửa. Từ khi Tiểu Kỳ đi rồi, Lôi Lâm lại thường xuyên rầu rĩ không vui, bởi vì không có người nào chơi với nàng cả. Về phần Tuyết Nhi, Bảo Nhi và cả Tiểu Thiên, các nàng dành nhiều thời gian cho việc tu luyện hơn, dù sao bọn họ cũng lớn lên. Trước kia, Tiểu Bạch cùng Nhị Nha không cần tu luyện, mỗi ngày đều có thể điên cuồng chơi cùng nàng. Nhưng bây giờ, hai vật nhỏ này đều đã đi. Lôi Lâm ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ca ca, bao giờ thì đám người Tiểu Bạch mới trở về? Còn có Tiểu Kỳ tỷ tỷ nữa. Dương Diệp khẽ xoa đầu Lôi Lâm. Bọn họ sẽ trở lại nhanh thôi. Hắn đã nhận được tin tức, chẳng bao lâu nữa, Tiểu Bạch cùng Nhị Nha sẽ trở về. Tuy hắn cũng không muốn bọn họ trở về vào lúc này, nhưng nếu các nàng muốn về thì cứ về đi. Nói thật, hắn cũng rất nhớ bọn họ, còn có cả An Nam Tĩnh nữa. Không biết thực lực của nàng bây giờ thế nào. Nghĩ đến chuyện có thể sắp nhìn thấy các nàng, Dương Diệp không nhịn được khẽ cười. Hồng Mông Tháp. Tâm niệm của Dương Diệp thoáng động, Hồng Mông Tháp nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp cười nói. Ta nhớ tháp này còn có mấy tầng chưa mở ra, ngươi có thể thả cho ta vào xem thử được không? Hồng Mông Tháp khẽ rung lên, Dương Diệp nhanh chóng cảm ứng được và lập tức biến mất, Hồng Mông Tháp mở ra cho hắn trực tiếp vào tầng cuối cùng kia. Rõ ràng nó cho rằng trước mắt mình không còn có thể trợ giúp gì được cho Dương Diệp nữa. Đúng vậy, bây giờ thực lực của Dương Diệp đã vượt qua bất kỳ chủ nhân giới nào của Hồng Mông Tháp. Một tầng cuối cùng, Dương Diệp đi tới trước một cánh cửa và mở ra, trước mặt hắn là một lão già mặc đạo bào. Đạo tổ. Dương Diệp ngây người, hắn không ngờ được mình lại nhìn thấy đạo tổ ở chỗ này. Đương nhiên, vị trước mắt này chỉ là một phân thân. Đạo tổ mỉm cười. Ta chắc đã ngã xuống, đúng không? Dương Diệp thi lễ với đạo tổ, sau đó nói. Đúng vậy. Đạo tổ mỉm cười, sau đó hắn đi ra khỏi cửa và nhìn thế giới hồng hoang phía dưới rồi cười nói. Thế giới này thật sự rất kỳ diệu. Dương Diệp lẳng lặng nghe. Đạo tổ nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Ta thật hâm mộ ngươi có thể nhìn thấy nhiều thế giới vũ trụ, hiểu rõ hơn về thế giới này. Dương Diệp lắc đầu. Ta chỉ là may mắn hơn mà thôi. Đạo tổ cười nói. Điều này không chỉ đơn thuần là may mắn. Hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Thực lực cùng kiếm đạo của ngươi bây giờ mạnh hơn trước đây rất nhiều. Đặc biệt là tu vi kiếm đạo của ngươi có thể nói là thâm sâu khó lường. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì thêm. Đạo tổ lại nói. Chắc đồ vật bên trong cánh cửa này sẽ có trợ giúp lớn cho ngươi. Nó có lẽ không thể khiến cho thực lực ngươi được nâng cao quá lớn, nhưng chắc chắn có giúp đỡ cho con đường sau này của ngươi. Đáng tiếc, năm đó ta chỉ tìm hiểu được một chút thôi. Ngươi tiến vào trong đi. Dương Diệp liếc nhìn đạo tổ và do dự một lúc, sau đó khẽ nói. Sư tôn. Đạo tổ mỉm cười. Ta muốn liếc nhìn thế giới này lần cuối cùng. Dương Diệp cung kính thi lễ với đạo tổ, sau đó xoay người bước vào thiện môn. Bên trong cánh cửa chỉ có một bàn nhỏ, trên bàn để một quyển sách. Một quyển kinh thư. Dương Diệp mở kinh thư ra. Đạo có thể là đạo lại không phải là đạo. Đạo ở trong vật, vật ở trong đạo, đường đi của vạn sự vạn vật khác nhau đều quay trở một mối. 50 đại đạo, trời phát huy 49, còn lại một phần bỏ trốn. Phần này là số đã định cũng là biến số. Đại đạo vô hình, thiên đạo vô vi, duyên cũng vậy, mạng cũng vậy, đều đã được quyết định. Dương Diệp qua mà dần dần si mê. Chấn động. Miêu tả trong sách này là một vài nhận thức cao siêu. Qua rất lâu, Dương Diệp khép kinh thư lại, sau đó đi ra ngoài điện. Mà giờ phút này, đạo tổ đã biến mất. Hoàn toàn biến mất. Dương Diệp ngẩn người một lát, sau đó nhìn về phía quyển kinh thư trong tay. Hóa ra, thứ quý nhất bên trong Hồng Mông Tháp là quyển kinh thư này. Dương Diệp có chút mờ mịt nhìn quyển kinh thư. Bởi vì có rất nhiều thứ hắn cũng không thế nào đọc được. Tuy xem không hiểu,
nhưng hắn cảm thấy những gì trong quyển kinh thư này nói rất lợi hại, người viết quyển kinh thư này chắc chắn càng lợi hại hơn. Dương Diệp thả quyển kinh thư trở lại trên bàn, thứ này để ở đây chắc chắn là an toàn nhất. Dương Diệp đi ra ngoài điện và ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đạo. Trong kinh thư nói, vạn vật sinh ra lại ẩn chứa ở trong vạn vật. Đạo ở trong vật, vật ở trong đạo, vạn sự vạn vật đi theo con đường khác nhau nhưng cùng về một mối. Nói cách khác, tất cả đều ẩn chứa cái gọi là đạo. Bao gồm sinh lão bệnh tử, bao gồm quy luật của vạn vật, tất cả những điều này đều vậy. Đương nhiên, cũng bao gồm cả kiếm đạo của hắn. Mà 50 đại đạo được trời phát huy ra 49, còn một thì bỏ chạy. Nói cách khác, đạo cũng không phải hoàn mỹ, còn có một phần bỏ chạy kia lại là một tồn tại thế nào. Đại đạo vô hình, thiên đạo vô vi, lại phải giải thích thế nào? Dương Diệp cảm thấy quá mơ hồ. Qua rất lâu, Dương Diệp lắc đầu và rời khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn chỉ có thể từ từ xem quyển kinh thư này, chậm rãi tìm hiểu. Thời gian sẽ nói cho hắn biết tất cả. Hoặc chờ sau này gặp được Tiểu Kỳ hoặc Thiên Tú, hắn sẽ hỏi bọn họ, có lẽ lại có thể biết một chút. Nhưng Dương Diệp vẫn cảm thấy buồn bực, không thể nói đơn giản trực tiếp một chút sao, cần gì cứ phải làm ra vẻ huyền ảo như vậy chứ. Nếu để cho hắn tới viết, hắn chắc chắn sẽ viết thế này, nắm đấm ai lớn thì kẻ đó lợi hại nhất. Trong thế giới hư không vô tận, Dương Diệp cùng huyết nữ vẫn đang chờ ý thức chính của thiên nữ trở về. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, bởi vì bọn họ căn bản không biết bây giờ ý thức chính của thiên nữ cắn nuốt một thế giới hư không ở đâu. Đi tìm còn không bằng chờ ở chỗ này, dù sao bản thể của nàng cũng ở đây, nàng sớm muộn sẽ trở về thôi. Không biết qua bao lâu, xung quanh liên tục có năng lượng vọt tới, nhưng ý thức của thiên nữ lại vẫn chưa trở về. Huyết nữ khẽ nói, người đi về trước đi, ở đây có ta là đủ rồi. Dương Diệp lắc đầu. Lúc này hắn tự nhiên lo lắng khi để cho huyết nữ ở lại đây một mình, huyết nữ còn muốn nói, mà vào lúc này, thế giới hư không xung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động. Hai người vội vàng nhìn về phía thiên nữ, chỉ thấy những năng lượng xung quanh nàng thoáng cái đều biến mất không thấy nữa. Trong lúc hai người nhìn chăm chú, thiên nữ chậm rãi mở mắt ra. Nàng trực tiếp nhìn về phía vị trí của Dương Diệp cùng huyết nữ và lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người. Thiên nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía huyết nữ. Tại sao các ngươi lại ở đây? Huyết nữ nói. Lúc trước ta mất liên lạc với đại tỷ nên tới tìm tỷ. Thiên nữ hơi trầm ngâm, sau đó nói. Là lỗi của ta, không ngờ lại xảy ra được này. Các ngươi đi đi, ta ở đây không sao đâu. Tỷ không đi cùng chúng ta à? Huyết nữ kinh ngạc nói. Thiên nữ khẽ lắc đầu. Chuyện của ta vẫn chưa hoàn thành. Chuyện gì? Huyết nữ không hiểu. Thiên nữ nhìn lướt qua xung quanh, khóe miệng hơi cong lên. Cắn nuốt hết tất cả thế giới hư không vô tận ở đây. Vì sao? Huyết nữ vẫn không hiểu. Thiên nữ nói. Ta với người đứng đầu không trung này từng có giao hẹn, hắn để cho ta bước vào thế giới hư không vô tận, nhưng điều kiện là ta phải hấp thu tất cả thế giới hư không vô tận. Vì sao? Lần này, câu hỏi là Dương Diệp. Thiên nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Thế giới hư không vô tận này cất ở trong hư vô giới, nhưng thế giới hư không vô tận sẽ tăng lên, số lượng càng lúc càng nhiều sẽ uy hiếp đến tất cả hư vô giới. Nếu như mặc cho nó tăng lên vô hạn nữa, sớm muộn sẽ có một ngày hư vô giới này sẽ bị những thế giới hư không cắn nuốt hết. Mà người đứng đầu hư vô lại không thể hủy diệt những thế giới hư không, bởi vì nếu như hắn cứng rắn hủy diệt. Lực lượng những thế giới hư không phát sinh cũng sẽ uy hiếp đến tất cả hư vô giới. Bởi vậy, cứ cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ tiêu hao nhân lực cùng tài nguyên các tộc tới trấn áp những thế giới hư không vô tận này. Dương Diệp nghe được điều này thì đã hiểu rõ. Thiên nữ có thể cắn nuốt những thế giới hư không vô tận, hơn nữa không để cho hư vô giới chịu ảnh hưởng, điều này chính là chuyện tốt đối với thiên nữ và cả hư vô giới. Đặc biệt là đối với thiên nữ. Bởi vì khi cắn nuốt những thế giới hư không này, nàng có thể mạnh mẽ lên. Thiên nữ lại nói. Đám người tiểu thập đâu? Huyết nữ nói. Bọn họ ở Vĩnh Hằng Quốc, tất cả đều an toàn nên đại tỷ không cần phải lo lắng đâu. Thiên nữ khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Các nàng đều ở cùng với ngươi à? Dương Diệp gật đầu. Thiên nữ nói.
nhớ chăm sóc cẩn thận các nàng. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở phía xa. Nàng đi mà không hề do dự. Dương Diệp cười gượng, sau đó nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ im lặng một lát nói. Nếu đại tỷ không có việc gì, vậy chúng ta cũng đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn dẫn theo huyết nữ rời đi. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Người đi trước đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta ở bên ngoài chờ tỷ. Nói xong, hắn rời khỏi đó. Dương Diệp đi rồi, huyết nữ đi tới trước mặt thiên nữ này. Huyết nữ nói. Đại tỷ, hắn đã rời đi rồi, đại tỷ nói thật ra đi. Thiên nữ liếc nhìn huyết nữ, im lặng. Huyết nữ trầm giọng nói. Muội là tỷ muội của ta nhiều năm như vậy, ngươi nói thật hay giả, lẽ nào ta còn không biết sao? Ngươi nhất định là có chuyện giấu ta. Thiên nữ im lặng một lát, sau đó nói. Ta tiếp xúc với một số người, một vài chuyện, thế giới này sẽ càng lúc càng tệ, tình cảnh của hắn và các ngươi cũng sẽ càng lúc càng tệ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía huyết nữ. Chúng ta cần phải trở nên cường đại hơn. Ở chỗ này, ta có thể càng thêm mạnh mẽ. Huyết nữ trầm giọng nói. Chỉ như vậy thôi sao? Thiên nữ khẽ gật đầu. Tất nhiên. Huyết nữ im lặng một lát, sau đó nói. Đại tỷ bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người biến mất. Thiên nữ từ từ nhắm hai mắt lại, dần dần, ở trên trán nàng xuất hiện một chữ đỏ như máu, Chu. Thiên nữ nhẹ nhàng xoa xoa chữ kia nhưng không nói gì. Lúc này, một người thần bí xuất hiện ở đó. Thiên nữ lạnh lùng liếc nhìn người kia. Ta không quan tâm ngươi đứng ở bên phía hoang tộc hay là Vĩnh Hằng Quốc, không cho phép ngươi động vào hắn cùng những tỉ muội của ta, nếu không, kế ta tiếp cắn nuốt chính là hư vô giới của ngươi. Rốt cuộc ai là người đứng phía sau ngươi? Người đứng đầu hư vô trầm giọng hỏi. Thiên nữ cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Sao ngươi không tự mình đi hỏi xem? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Vẻ mặt người đứng đầu hư vô cực kỳ khó coi. Trước đó, thiên nữ đã nói dối Dương Diệp cùng huyết nữ. Nàng tới đây căn bản không phải như đã nói. Người đứng đầu hư vô sẽ không để một người ngoài tới đây cắn nuốt những thế giới hư không vô tận, mà những thế giới hư không vô tận cũng sẽ không uy hiếp hư vô giới. Nàng là bị người đưa tới đây. Mà người này mạnh mẽ tới mức người đứng đầu hư vô căn bản không dám phản kháng. Dương Diệp cùng huyết nữ rời khỏi hư vô giới. Sau đó, hai người lập tức khởi hành quay về Vĩnh Hằng Quốc. Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp trở lại động phủ của mình, nói chính xác hơn là ở bên trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Đối với hắn, việc bây giờ cần phải làm là tu luyện. Thực lực của hắn còn có thể còn mạnh hơn. Chuyện của Cổ Kiếm Tông đều có Kiếm Kinh cùng với đám người trưởng lão Tuyết quản lý, bởi vậy, hắn căn bản không cần quan tâm. Đương nhiên, hắn vẫn ngầm quan tâm tới những thế lực Vĩnh Hằng Quốc còn có hồn giáo này. Phải nói là những thế lực này đều đang quan tâm tới hắn. Bây giờ tất cả Vĩnh Hằng Quốc, đặc biệt là hồn giáo, không yên lòng nhất chính là Dương Diệp của Cổ Kiếm Tông này, chỉ sợ hắn có sợi gân nào không đúng, lại bắt đầu gây rắc rối khắp nơi. Nhưng thật may, từ sau khi ở hư vô giới trở về, Dương Diệp liền không rời khỏi Cổ Kiếm Tông, điều này khiến cho Vĩnh Hằng Quốc cùng hồn giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, mấy ngày sau, Kiếm Kinh đột nhiên xuất hiện ở bên trong Hồng Mông Tháp. Bên trong phòng tu luyện, Đi Cương Diệp mở hai mắt ra nhìn về phía Kiếm Kinh trầm giọng nói. Các nàng đã trở về. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức đứng lên, mà lúc này, Kiếm Kinh lại nói. Ca. Tuy nhiên, các nàng có thể sẽ có phiền toái. Rất nhiều thế lực đang theo dõi nàng. Nàng này dĩ nhiên là chỉ Tiểu Bạch. Linh chủ. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ta đi đón các nàng. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp biến mất ở bên trong Hồng Mông Tháp. Trong phút chốc, một tiếng kiếm ngân từ trong Cổ Kiếm Tông phóng lên cao, biến mất ở cuối chân trời mịt mờ. Ở trên một đỉnh núi, một tiểu nữ hài đá nhẹ vào tảng đá trước mặt. An tỷ, nơi này là nơi quỷ quái gì vậy? Ở trước mặt tiểu nữ hài, một nữ tử cao gầy nhìn lướt qua xung quanh và lắc đầu. Ta không biết. Tiểu nữ hài hơi mặt nhăn. Liêm Xương tỷ cũng thật là, tỷ ấy sẽ không truyền tống chúng ta tới sai chỗ chứ. Nữ tử lắc đầu. Không quan tâm chuyện của hắn, bởi vì truyền tống trận bị phá hủy làm cho chúng ta không bước vào chính xác Vĩnh Hằng giới thôi. Đây là do con người tạo ra. Nghe vậy, tiểu nữ hài lại nhíu mày.
Dường như nghĩ đến điều gì, nàng nhìn về phía vật nhỏ màu trắng trên vai. Tiểu Bạch, ta dám đánh cược một cây kẹo đường, tuyệt đối là do tới tìm ngươi. Tìm ta à? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục liếm kẹo đường. Đây là kẹo đường nàng lấy từ nhà cũ của Liêm Sương, rất mềm, ngọt ngào. Một điều đáng để nói là lần này nàng cùng Nhị Nha mang theo Rat hiểu thứ tới. Đó thật sự là một chỗ chơi vui. Lúc này, Nhị Nha dường như nghĩ tới điều gì lại thở dài, sau đó ngồi sang một bên. An Nam Tĩnh liếc nhìn Nhị Nha. Sao vậy? Nhị Nha có chút dầu dĩ không vui. Chính là tên to lớn giống như chim, có thể bay rất cao kia tên gì nhỉ? À, tên cái gì gà? Là máy bay. An Nam Tĩnh chỉnh lại. Nhị Nha khẽ gật đầu. Đúng, chính là máy bay gì đó chơi thật vui, chỉ là quá đắt, ta mượn tiền của kẻ gì đó, căn bản cũng mua không được nó. Thật đáng tiếc, nếu không, mang một cái qua chơi, chắc chắn sẽ chơi rất vui. An Nam Tĩnh liếc nhìn Nhị Nha. Vậy vì sao ngươi không trực tiếp mượn nó đi? Nhị Nha lắc đầu. Nhị Nha ta là một người có nguyên tắc, người ta không cho mượn, ta làm sao có thể ép mượn? An Nam Tĩnh nói. Khi ngươi vay tiền sao nghĩ như vậy? Điều này khác mà. Nhị Nha đứng lên. Có gì khác chứ? An Nam Tĩnh hỏi. Nhị Nha suy nghĩ một lát, sau đó nói. Kẻ gì đó, bọn họ có nhiều tiền, ta điều tra bọn họ có nhiều tiền nhất, không dùng hết. Sau đó thì sao? An Nam Tĩnh hỏi. Nhị Nha chớp chớp mắt. Bọn họ có nhiều tiền không dùng hết như vậy, cho ta mượn một chút thì thế nào? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. An Nam Tĩnh nhíu mày. Ngươi có ý tưởng gì vậy? Bọn họ lại không nợ ngươi. Nhìn thấy An Nam Tĩnh có chút tức giận, Nhị Nha vội vàng lấy ra một thứ cùng loại với giấy đưa cho An Nam Tĩnh nhìn. An tỷ, tỷ xem, tên gì đó đi ra ngoài dán cái này, nói có khó khăn tìm bọn họ có thể cho vay, đúng, là cho vay đấy. Ta tìm bọn họ vay, là bọn họ bảo chúng ta có khó khăn thì đi tìm bọn họ. Còn nữa, chúng ta vay, phải trả lợi tức cho bọn họ kiếm được rất nhiều. An Nam Tĩnh nhìn tờ giấy này, phía trên đúng là viết như thế. Một lát sau, An Nam Tĩnh nhìn về phía Nhị Nha. Người trả, người ta mới kiếm được lời, người không trả, người ta kiếm lời thế nào? Còn nữa, mượn đồ phải trả, biết không? Nàng cảm thấy cần phải để cho hai tiểu tử kia có nhân sinh quan đúng đắn. Quan niệm của các nàng thật sự quá lưu manh. Nhị Nha có chút chột dạ nói. Lúc đó ta hỏi bọn họ nói không cần trả. An Nam Tĩnh cười lạnh. Ngươi cầm một thanh đao dài như vậy gác ở trên cổ của người ta làm sao dám bắt ngươi trả nữa. Nhị Nha cúi đầu xuống. Vậy, An tỷ, tỷ nói xem bao giờ thì chúng ta trả bọn họ được. An Nam Tĩnh suy nghĩ một lát và đang muốn nói. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung vẩy như muốn nói, Dương Diệp cầm của nàng rất nhiều tinh thạch, cũng chưa từng trả. An Nam Tĩnh. Tiểu Bạch tiếp tục vung vẩy móng nhỏ muốn nói, Dương Diệp nói cho nàng biết, đồ của nàng chính là của hắn, vật của hắn vẫn là hắn. Dựa theo cách nói như vậy, nàng cùng người gì đó chắc cũng vậy, thế thì tiền của kẻ đó chắc chắn là của nàng, tiền của nàng vẫn là của nàng. Của ngươi là của ta vẫn là của ta. Tiểu Bạch nghĩ như vậy, bởi vì đây là Dương Diệp dạy. Sau khi biểu đạt xong, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lẳng lặng nhìn An Nam Tĩnh và chờ đợi câu trả lời. An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh thấy rất đau đầu, nàng phải trả lời vấn đề này như thế nào đây? Thật ra, nàng cũng phát hiện thấy có một vài thứ ở thế giới này, không thích hợp dùng trong thế giới của Liêm Sương, đồng thời một ít quy tắc của thế giới kia cũng không thích hợp để dùng ở đây. Tuy nhiên, suy nghĩ của Nhị Nha cùng Tiểu Bạch thật sự quá lưu manh, chuyện này thì phải sửa. Nếu không, hai tiểu tử kia ở cùng một chỗ, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng An Nam Tĩnh không trả lời vấn đề này, bởi vì nàng quyết định để cho Dương Diệp tự mình tới dạy hai tiểu tử kia. Bây giờ, hai tiểu tử kia trở nên lưu manh như vậy, Dương Diệp không thể trốn tránh trách nhiệm được. Đúng lúc này, không gian xung quanh đỉnh núi đột nhiên bắt đầu chấn động. Rất nhanh đã thấy có rất nhiều khí tức không rõ ràng xuất hiện ở xung quanh. UT269307. An Nam Tĩnh nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhị Nha nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Nhất định là tới tìm ngươi.
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó liếm kẹo đường trong tay, nàng không để ý lắm, thật sự không sao cả. Ngươi không sợ sao? Nhị Nha lại hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, móng nhỏ của nàng chỉ vào Nhị Nha, biểu thị có ngươi ở đây rồi. Nhị Nha đảo mắt, sau đó nghiêm mặt nói. Tiểu Bạch, ta cảm thấy ngươi phải học cách đánh nhau. Đánh nhau? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng có chút hứng thú. An Nam Tĩnh lắc đầu, tốt nhất vẫn đừng để cho Tiểu Bạch học cách đánh nhau thì hơn. Nếu không, nàng cùng với Nhị Nha sẽ trở thành hai tiểu tử kia càng vô pháp vô thiên hơn. Người bình thường hoàn toàn sẽ không hiểu nổi lối suy nghĩ của các nàng. Lúc này, một người mặc áo đen xuất hiện ở cách đó không xa, đang chậm rãi đi về phía An Nam Tĩnh, Nhị Nha và Tiểu Bạch. An Nam Tĩnh liếc nhìn người mặc áo đen này nhưng không nói gì. Nhị Nha liếc mắt nhìn đối phương, sau đó lấy ra một cái bình to bằng nắm đấm. Bên trong cái bình có một cái ống hút rất nhỏ. Đây là thứ nàng lấy được từ thế giới kia, nó chua chua uống rất ngon. Dường như nghĩ đến điều gì, nàng lại vội vàng lấy ra một lọ đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không từ chối. Cứ như vậy, hai vật nhỏ ngươi một bình, ta một bình hút. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên nói. Chủ nhân nhà ta muốn mời ba vị đi một chuyến, không biết ba vị có thể nể mặt một chút không? Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất. Người mặc áo đen này biến sắc, tay phải hắn xoay tròn ở trước mặt, trong phút chốc, một trận gió xoáy màu đen chấn động ra. Nhưng vào lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đâm tới. Suy, thương qua, trận gió xoáy màu đen trực tiếp tiêu tan thành mây khói, cùng lúc đó, An Nam Tĩnh chẳng biết đã xuất hiện từ phía sau người mặc áo đen này lúc nào. Mà ở trước ngực của người mặc áo đen đã cắm một thanh trường thương. Giết chết trong nháy mắt. Không cần suy nghĩ, giết chết trong nháy mắt. An Nam Tĩnh trở lại vị trí ban đầu. Lúc này, Nhị Nha giơ ngón tay cái lên với An Nam Tĩnh. An tỷ, ta sùng bái tỷ. An Nam Tĩnh liếc nhìn Nhị Nha. Kế tiếp, ngươi tới giải quyết. Nhị Nha gật đầu và nhìn về phía bên trái, chẳng biết bên đó đã xuất hiện mấy người áo đen từ lúc nào. Thực lực của phần lớn những người này đều là chủ cảnh. Lần này Nhị Nha không dùng nắm đấm, mà lấy ra một cây đao. Đao rất dài, còn dài hơn chiều cao của nàng. Đây là thứ nàng lấy được ở thế giới kia. Khi nhìn thấy cây đao này ở một cửa hàng vũ khí, nàng đã thích. Vì sao? Bởi vì nó dài, bởi vì nó khí phách. An Nam Tĩnh lắc đầu. Quá dễ vỡ. Thanh đao này là một thanh đao đặc biệt bình thường, ở thế giới kia có thể dùng một chút, nhưng ở đây lại vô dụng. Hơn nữa, Nhị Nha cầm cây đao này thật sự chẳng ra sao cả. Nhị Nha nhìn trường đao trong tay, sau đó thu vào, cây đao này quả thật quá dễ vỡ, không chém được người. Sau khi Nhị Nha thu hồi đao và nhìn về phía đám người mặc áo đen kia, trong phút chốc, hai tay nàng chậm rãi nắm chặt lại rồi trực tiếp biến mất. Ở trong chớp mắt khi Nhị Nha biến mất, không gian bên trong mấy trăm trượng lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó trực tiếp rạn nứt ra. Lực lượng thuần túy. Lực lượng này làm cho mạnh mẽ An Nam Tĩnh cũng phải xúc động. Lực lượng của Nhị Nha là lực lượng khủng khiếp nhất, mạnh nhất mà nàng từng thấy. Cho dù là Dương Diệp Thu cơ thể cũng hoàn toàn kém hơn. Ở đó, theo những tiếng nổ lớn vang lên, từng bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Từng bóng người bay ra ngoài mấy trăm trượng rồi trực tiếp nổ tung. Hoàn toàn nổ tung. Đó là do bọn họ bị lực lượng cứng rắn đánh nổ. Rất nhanh, cuộc chiến đấu đã dừng lại. Nhị Nha vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ bé, sau đó trở lại bên cạnh An Nam Tĩnh cùng Tiểu Bạch. Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiếp theo sẽ đến ngươi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu lặng lẽ ăn kẹo. An Nam Tĩnh nhìn hai vật nhỏ ăn hàng, trong mắt có ý cười. Nàng nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Mà vào lúc này, nàng lại nhíu mày. Ở xung quanh các nàng đã xuất hiện một kết giới thần bí từ lúc nào. Kết giới này trực tiếp phong tỏa không gian trong phạm vi ngàn dặm xung quanh các nàng. Không cho đi. An Nam Tĩnh vẫy tay phải một cái, thanh trường thương đã trở lại trong tay nàng. Trong phút chốc, tay phải của nàng cầm thương ném mạnh về phía xa. Suy. Trường thương xé rách phía chân trời, nhưng chẳng bao lâu đã bị một lực lượng thần bí ngăn cản. Lúc này, đầu ngón chân của An Nam Tĩnh điểm nhẹ một cái và lao vút lên trời cao, trong phút chốc, nàng đá một chân vào chỗ đầu cán trường thương.
Ầm. Tất cả trường thương đột nhiên run lên, sau đó xuyên qua. Ầm. Xung quanh dường như có thứ gì đó bị nghiền nát, trời đất hơi run rẩy. Kết giới bị nghiền nát. An Nam Tĩnh thu hồi trường thương, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Đi thôi. Nhị Nha liền vội vàng gật đầu, dẫn Tiểu Bạch đi theo An Nam Tĩnh. Nhưng hôm nay, các nàng nhất định sẽ không có cách nào thuận lợi rời đi được. Dù sao, ở đây tồn tại một con linh tổ. Một con linh tổ rất có khả năng thay đổi một ít bố cục. Ở cách An Nam Tĩnh cùng Nhị Nha, Tiểu Bạch không xa xuất hiện một lão già tóc râu bạc trắng. Lão già mặc một áo bào sa hoa rộng rãi, thoạt nhìn rất nho nhã sang trọng. Lão già liếc nhìn An Nam Tĩnh, sau đó ánh mắt nhìn sang Tiểu Bạch. Sau khi xác nhận thân phận của Tiểu Bạch, hắn quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, lão phu muốn mời ba vị đi một chuyến tới thế giới Thủy Nguyên Địa, không biết ba vị có thể cho chút mặt mũi hay không? Thế giới Thủy Nguyên Địa. Địa phương thần bí này cuối cùng vẫn động tâm với linh tổ. Thật ra, điều này cũng liên quan tới Kỳ Bỉ Thiên. Bởi vì trước đây nàng ầm ĩ một trận đã trực tiếp tổn thương tới bản nguyên của thế giới Thủy Nguyên Địa. Nếu như thế giới Thủy Nguyên Địa muốn nhanh chóng khôi phục, biện pháp tốt nhất chính là đưa linh tổ đi, để nàng giúp chữa trị. Không có biện pháp nào nhanh hơn, tốt hơn thế. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói. Lão già không đi được không? Lão già lắc đầu. Sợ là không được. Nhị Nha liếc nhìn lão già, sau đó nói. Lão già, người vẫn nên tránh ra đi, nếu không ta sẽ đánh chết người đấy. Trên vai Nhị Nha, Tiểu Bạch gật đầu. Trên phương diện, Nhị Nha lại rất giỏi đấy. Lão già liếc nhìn Nhị Nha và có phần kinh ngạc. Ngươi không phải là loài người. Nhị Nha quay đầu lại nhìn về phía An Nam Tĩnh. An tỷ, ta không phải loài người sao? An Nam Tĩnh suy nghĩ một lát, sau đó nói. Chắc hẳn không phải. Nhị Nha nhíu mày. Vậy ta là gì? An Nam Tĩnh đảo mắt. Ngươi hỏi ai? Nhị Nha suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ta sẽ không là yêu thú chứ? Không không, yêu thú trông xấu lắm, ta mới không cần là yêu thú đâu. Phía xa, lão già kia khẽ nói. Ba vị suy nghĩ kỹ chưa? An Nam Tĩnh cầm thương đột nhiên biến mất, thoáng cái, một thanh trường thương đâm thẳng giữa chân mày của lão già. Tuy nhiên, trường thương cách giữa chân mày của lão già chừng một tấc liền ngừng lại. Tay phải của lão già nắm với trường thương trong tay An Nam Tĩnh. Lực lượng mạnh mẽ làm cho trường thương trong tay An Nam Tĩnh không có cách nào tiến lên được. Lúc này, tay phải của lão già đẩy mạnh một cái. Ầm. An Nam Tĩnh mang theo thương trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Cường giả mệnh cảnh. Người tới căn bản không phải là cường giả chủ cảnh, mà là cường giả mệnh cảnh. Phía xa, Nhị Nha chớp chớp mắt, sau đó nói. Tiểu Bạch, lão già này có chút lợi hại đấy. Tiểu Bạch. An Nam Tĩnh nhìn trường thương trong tay mình, lúc này, trường thương này đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Thực lực của lão già trước mặt này cao hơn sự tưởng tượng của nàng. Lúc này, lão già kia ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh. Các vị, linh tổ này có tác dụng rất lớn với thế giới Thủy Nguyên Địa ta. Yên tâm, thế giới Thủy Nguyên Địa ta sẽ không chiếm đoạt linh tổ này, một khi chữa trị thế giới Thủy Nguyên Địa xong, chúng ta sẽ giao nàng lại cho các vị, để cho các vị tự mình làm xử lý. Nhưng bây giờ vẫn mong các vị cho chúng ta chút mặt mũi. Rõ ràng, xung quanh không chỉ có một mình thế lực của Thủy Nguyên Địa. Có vài thế lực, thế giới Thủy Nguyên Địa có thể không nể tình, nhưng vẫn phải nể mặt Hoang tộc cùng Vĩnh Hằng Quốc. Ít nhất ngoài mặt phải làm cho đầy đủ, nếu không, hắn cũng đừng mong mang linh tổ trước mắt này đi được. Xung quanh rất yên tĩnh, không có bất kỳ câu trả lời nào. Lúc này, lão già ôm quyền nói với xung quanh. Cảm ơn. Vừa dứt lời, hắn nhìn về phía đám người An Nam Tĩnh, trong phút chốc, nàng vung tay phải lên. Ở trong không trung dưới chân các nàng xuất hiện một vòng ánh sáng màu xanh lam, An Nam Tĩnh cùng Nhị Nha lại muốn phản kháng. Nhưng, theo ba áp lực mạnh mẽ hạ xuống, các nàng cũng không có cách nào nhúc nhích. Ba gã mệnh cảnh. Lần này, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thế giới Thủy Nguyên Địa trực tiếp vận dụng ba gã cường giả mệnh cảnh. Linh tổ thật sự quá quan trọng với bọn họ. Cứ như vậy, đám người An Nam Tĩnh cùng ba người của lão già trực tiếp biến mất. An Nam Tĩnh cùng Nhị Nha căn bản không có khả năng phản kháng lại ba gã cường giả mệnh cảnh trước mặt. Sau khi đám người An Nam Tĩnh biến mất không được mấy hơi thở,
một tiếng kiếm ngân đột nhiên từ phía chân trời kéo tới, rất nhanh đã hạ xuống trên đỉnh núi này. Kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, thần sắc đã lạnh xuống. Thoáng cái, tay phải hắn cầm kiếm chợt ném về phía bên phải. A! À, chân trời phía xa, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, một cái đầu đầm đìa máu từ trong không trung rơi xuống. Dương Diệp vẫn chưa bỏ qua, cầm kiếm phóng lên cao, trực tiếp tiến vào trong những không gian này. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trên không trung. Từng cái đầu người rơi xuống. Cuối cùng, một tiếng hét đầy phẫn nộ vang vọng trên không trung. Dương Điên, ngươi nổi điên làm gì? Là người của thế giới thủy nguyên địa bắt các nàng, ngươi có bản lĩnh thì đi tìm bọn họ, chứ ở đây nổi điên làm gì? Dương Diệp ngừng lại, lạnh lùng liếc nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Đi thế giới thủy nguyên địa thế nào? Âm thanh này lạnh lùng nói. Không biết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Trong phút chốc, hắn trực tiếp cầm kiếm lao về phía âm thanh phát ra. Ngươi, đồ điên nhà ngươi, ngươi, ta, chúng ta đưa ngươi đi còn không được sao? Dương Diệp dĩ nhiên không biết phải làm thế nào để đi tới thế giới thủy nguyên địa. Dù sao, lần trước cũng là Kỳ Bỉ Thiên đưa hắn qua. Mà bản thân hắn lại chưa đi qua. Bao giờ? Nhưng hắn biết, những người xung quanh này nhất định đi qua được. Mà giờ phút này, bởi vì đám người Tiểu Bạch bị bắt nên hắn cũng có phần không bình thường rồi. Lúc này, chuyện gì hắn cũng làm được. Đám cường giả của những thế lực xung quanh kia rõ ràng cũng đã nhìn ra được điều này. Bây giờ Dương Diệp không có lý trí, dưới trạng thái này, Dương Diệp sẽ làm loạn. Mà bọn họ rõ ràng không muốn gánh chịu hậu quả cho thế giới thủy nguyên địa. Rất nhanh, một ít cường giả mệnh cảnh trong bóng tối ra tay, ở dưới chân của Dương Diệp xuất hiện một truyền tống trận cực lớn. Truyền tống trận này dài, rộng tới trăm trượng. Sau vài hơi thở, theo truyền tống trận này chấn động một hồi, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, rất nhiều người trong bóng tối lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người điên này đã không bình thường nữa, hắn tiếp tục ở chỗ này sẽ tìm người liều mạng mất. Thật ra, một vài thế lực cũng cảm thấy có chút may mắn là linh tổ bị người của thế giới thủy nguyên địa mang đi. Bởi vì nếu như bị bọn họ dẫn đi, trêu chọc người điên này thì chỉ sợ là cả đời cũng không được bình an. Mà bây giờ, người của thế giới thủy nguyên địa có phiền toái rồi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp mở mắt. Lúc này, hắn đã ở thế giới thủy nguyên địa. Nói chính xác là ở trên cây cầu. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Trong phút chốc, hai tay hắn cầm kiếm chợt cắm xuống cây cầu. Suy! Một kiếm này trực tiếp làm cho cả cây cầu rạn nứt. Làm càn! Lúc này, một tiếng hét đầy phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, rất nhanh liền có một bàn tay từ trên trời hạ xuống, chộp về phía đầu của Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu, trong phút chốc đã thấy có một đường kiếm quang phóng lên cao. Ầm! Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị nghiền nát. Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, vẻ mặt hắn đột nhiên biến đổi. Là ngươi! Hắn tất nhiên nhận ra Dương Diệp. Trước đây là bởi vì người này khiến cho cả thế giới thủy nguyên địa gặp phải tai bay vạ gió. Mọi lần đó, tất cả mọi người đều kinh hãi run sợ. Mà bây giờ, người này lại tới. Lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi lại tới làm gì? Dương Diệp cười lạnh. Ta tới làm gì à? Lão tử tới giết người. Vừa dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp xông về phía lão già. Lão già nheo mắt, tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, rất nhanh liền có một ánh sáng màu đen từ trong lòng bàn tay hắn chấn động ra. Nhưng cột ánh sáng màu đen này trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp chém thành hư vô. Tốc độ của Dương Diệp không giảm, nhanh chóng lao tới trước mặt lão già, trong phút chốc, kiếm của hắn lại đâm ra. Lấy kiếm thành vực, đồng tử của lão già đột nhiên co lại, thoáng cái, cơ thể hắn trực tiếp trở nên mờ ảo, một kiếm này đâm xuyên qua cơ thể mờ ảo của hắn. Tuy nhiên, đó cũng không phải là bản thể của lão già, bản thể đã ở ngoài mấy trăm trượng. Giờ phút này, vẻ mặt lão già cũng trầm xuống. Dương Diệp, đây không phải là nơi ngươi phát điên. Nếu như bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ... Mà vào lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt lão già. Kiếm một chém xuống. Cùng lúc đó,
mấy đường phi kiếm trực tiếp chém về phía lão già. Sắc mặt lão già cực kỳ khó coi, nhưng không ra tay, mà lui đủ nghìn trượng. Bởi vì hắn là cường giả mệnh cảnh. Ban đầu ở chỗ này, cũng là vì có cường giả mệnh cảnh ra tay với Dương Diệp, mới dẫn đến bé gái kia xuất hiện, sau đó. Trực tiếp làm cho hai thế lực vĩnh viễn biến mất. Quan trọng nhất là cây cầu kia cũng thiếu chút nữa biến mất. Dưới cây cầu kia, vô biên thủy thiếu chút nữa đã hủy diệt thế giới này. Bởi vậy, cho dù hắn tức giận cũng không dám ra tay với Dương Diệp. Lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp cầm kiếm đi về phía lão già. Tiểu Bạch, à không đúng, các ngươi gọi nàng là Linh Tổ, nếu như các nàng có chuyện gì, lão tử xin thề nhất định sẽ không tha đến cả chó gà của chỗ các ngươi nữa. Linh Tổ. Hai mắt của lão già híp lại. Ngươi đến vì Linh Tổ à? Dương Diệp dừng bước và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhìn về phía lão già. Sự kiên nhẫn của ta thật sự có hạn. Thật ra, bây giờ hắn đã sắp không khống chế được mình nữa rồi. Tiểu Bạch, An Nam Tính, Nhị Nha chính là vảy ngược của hắn. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng vào. Lão già lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, Linh Tổ này cũng không phải là vật riêng của ngươi, ngươi. Làm tổ tông của ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giận dữ gầm thét lên, trong phút chốc, một kiếm khí đỏ như máu chợt lóe lên ở trên cầu. Sắc mặt lão già lập tức đen xuống, giờ phút này, lão cũng nổi giận rồi. Lão già chợt giẫm mạnh chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một ảo ảnh bắn ra. Ầm. Trên cầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, thoáng cái, một bóng người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Sau khi bay đủ mấy trăm trượng, Dương Diệp dừng lại. Phía xa lão già lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi lập tức rời khỏi rời đây, nếu không. Phía xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, giữ tợn nói. Rời đi à, rời 18 đời tổ tông nhà ngươi đấy. Ngày hôm nay, các ngươi không giao ra đám người Tiểu Bạch thì lão tử đưa tất cả các ngươi đi quy thiên. Vừa dứt lời, thân hình của Dương Diệp run lên. Trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang xông về phía lão già kia. Phía xa, trong mắt lão già kia đã có sát ý, hắn đường đường là cường giả mệnh cảnh lại bị Dương Diệp sỉ nhục như vậy, sao có thể không tức giận cho được. Lập tức, lão già đã không nghĩ tới bất kỳ hậu quả nào gì nữa, trực tiếp xông về phía Dương Diệp. Ầm ầm, trên cầu lại có những tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng lên. Dương Diệp cùng lão già giao chiến cũng khiến một ít cường giả tới đây. Khi thấy là Dương Diệp, vẻ mặt những người này đều khó coi. Tên sát tinh này lại tới. Bọn họ tất nhiên không phải kiêng kỵ Dương Diệp, mà kiêng kỵ người phía sau Dương Diệp. Rất nhiều người đều có chỗ dựa, đi ra lăn lộn mà không có hậu trường thì cơ bản đều sớm chết, nhưng hậu trường của Dương Diệp khó tránh khỏi quá lớn đi. Tiểu nữ hài kia đã thiếu chút nữa phá hủy thế giới này. Trên cầu, cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Áp chế. Thực lực của Dương Diệp tuy vô cùng khủng khiếp, nhưng ở trước mặt cường giả mệnh cảnh vẫn có chút không đủ. Cảnh giới áp chế. Trên cầu, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Trong không trung, lão già chậm rãi rơi xuống trên cầu, ở trên toàn thân lão có từng khí tức hủy trời diệt đất không ngừng chấn động ra. Sắc mặt của lão nhân lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, bây giờ ngươi cút đi còn kịp đấy. Nếu không... Cho dù vị phía sau ngươi xuất hiện, cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Phía xa, Dương Diệp liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão già, cười gằn nói. Đi à, không, bây giờ vừa bắt đầu thôi. Tới đây, tiếp tục tới đi. Vừa dứt lời, chu trong tay Dương Diệp bắt đầu chấn động mãnh liệt. Không chỉ có vậy, máu trong toàn thân Dương Diệp bắt đầu sôi trào. Lực huyết mạch. Giờ phút này. Dương Diệp hoàn toàn phóng ra lực huyết mạch của mình. Phía xa, lão già lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Là bản thân ngươi tự tìm chết, vậy không trách được ta. Dứt lời, thân thể hắn chậm rãi bay lên không trung, hai tay hắn vẫy một cái. Xung quanh có rất nhiều vô biên thủy phóng lên cao và nhanh chóng ngưng tụ thành từng mũi tên dài. Trong phút chốc, hai tay lão già nhẹ nhàng đẩy về phía Dương Diệp. Xuy 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 xuy. Rất nhiều mũi tên nước lướt qua phía chân trời, bao trùm xuống chỗ của Dương Diệp. Trên cầu,
Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, thoáng cái, ở quanh người hắn có rất nhiều kiếm ý cùng kiếm khí đột nhiên hiện ra. Phương Thốn kiếm vực. Theo Phương Thốn kiếm vực xuất hiện, ở những mũi tên nước xung quanh hắn lập tức bị những kiếm khí cùng kiếm ý kia nghiền nát. Mà vào lúc này, lão già trên cầu cách không liền đánh ra một quyền về phía Dương Diệp. Những kiếm khí cùng kiếm ý xung quanh Dương Diệp trực tiếp biến mất. Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Lão già vẫn chưa dừng tay, trong phút chốc, một lực lượng cường đại cuốn qua trên cầu. Giờ phút này, cả cây cầu đều bị kích thích đến run lên. Phía xa, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, hai tay hắn cầm kiếm chém về phía trước mặt mình. Lấy kiếm thành vực. Một kiếm này đã được hắn dốc hết tất cả lực lượng. Một kiếm hạ xuống, một tiếng nổ lớn mạnh mẽ đột nhiên vang vọng ở trên cầu, ngay sau đó, hai bóng người trực tiếp bay về hai đầu cầu. Đó chính là lão già cùng Dương Diệp. Nhưng chẳng bao lâu, lão già kia ngừng lại. Lão già cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, ở đó có một vết kiếm cực sâu, máu tươi đang không ngừng tràn ra. Vừa rồi, nếu như hắn chậm một chút thì có khả năng đã bị một kiếm kia phân thây. Sắc mặt lão già tái mét, ngẩng đầu nhìn qua phía chân trời. Người này có thiên phú kinh người, nếu hôm nay không loại bỏ được hắn, ngày khác chắc chắn sẽ trở thành mối họa của thủy nguyên địa ta. Phía chân trời im lặng trong chớp mắt, sau đó có một giọng nói đột nhiên vang lên. Vậy thì giết đi. Nhận được câu trả lời, lão già nhìn về phía xa Dương Diệp và cười gằn nói. Dương Diệp, hôm nay ngươi phải chết. Dường như nghĩ đến điều gì, lão già đột nhiên chộp vào trong không trung, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra. Trong phút chốc, ở trong tay lão già xuất hiện một vật nhỏ lông xù. Đó chính là Tiểu Bạch. Lúc này, trên gương mặt Tiểu Bạch đầy vẻ khủng hoảng, thân thể nhỏ bé không ngừng run lên. Khi thấy Dương Diệp, nàng bỗng chốc lại òa khóc. Lão già cười gằn nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, người rất quan tâm nhiệt xúc này. Vừa dứt lời, trong tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một lôi điện bao phủ lấy Tiểu Bạch. Xuy xuy xuy. Tiểu Bạch lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nàng điên cuồng run rẩy, trong mắt lộ rõ sự khủng hoảng chưa từng thấy. Nhưng lão già vẫn chưa dừng tay, ở trong tay lão già xuất hiện một thanh đoản kiếm và gằn giọng nói. Dương Diệp, nhìn kỹ đây. Vừa dứt lời, chủy thủ trong tay hắn rạch nhẹ lên trên trán của Tiểu Bạch. Xuy, giữa chân mày của Tiểu Bạch trực tiếp tách ra, một vòi máu bắn ra. Khi Dương Diệp nhìn thấy cảnh tượng phía xa kia, đầu hắn trực tiếp trở nên trống rỗng. Trống rỗng. Giờ phút này, Dương Diệp hoàn toàn ngây người. Trong tay lão già, Tiểu Bạch khủng hoảng, bất lực, đau khổ. Ha ha. Vẻ mặt lão già có một chút điên cuồng. Dương Diệp, người còn nhớ rõ lão già đầu hói ban đầu đã bị nữ tử kia giết chết ở trên cầu này không? Không sai, hắn chính là đại ca của ta, đại ca ruột thịt. Hai huynh đệ ta đang tu đạo, đã bước vào thủy nguyên địa và đạt được mệnh cảnh, nhưng hắn lại vì ngươi mà chết. Hôm nay, ta phải bắt ngươi trả lại gấp trăm lần. Vừa dứt lời, lão già lại muốn ra tay, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Hai mắt của lão già híp lại, tiện tay ném một cái, trực tiếp ném Tiểu Bạch vào trong không gian tơ lách ra. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới. Cùng lúc đó, một sát ý ngập trời phả vào mặt. Lão già thầm khiếp sợ, hắn chưa từng thấy qua sát ý khủng khiếp như vậy. Đây không phải là sát ý của chủ cảnh. Đây là sát ý mệnh cảnh. Phát hiện ra chuyện này, lão già cảm giác khủng hoảng. Dương Diệp có cảnh giới với họ, nhưng một khi sát ý của Dương Diệp đạt được mệnh cảnh, vậy có nghĩa là chênh lệch này đã thu nhỏ lại. Lui nhỏ lại rất nhiều. Lão già không dám khinh thường, hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trước. Nhưng chu kèm theo sát ý mệnh cảnh đã có uy lực hơn hẳn trước đây. Xuy, thanh chu đỏ như máu trực tiếp đánh vỡ hai lực lượng cường đại, thoáng cái, Dương Diệp đã tới gần lão già kia. Mà vào lúc này, trong tay lão già ngưng tụ ra một thanh trường thương. Trong phút chốc, thanh trường thương này trực tiếp xuyên thủng ngực của Dương Diệp. Nhưng lão già lại rất kinh hãi. Bởi vì Dương Diệp không hề tránh né, hắn cố ý nhận một thương này. Trong phút chốc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trước ngực của lão già, thoáng cái, một tay bóp cổ họng của lão. Cứ như vậy, lão già bị Dương Diệp cứng rắn nhấc lên. Mà giờ phút này, lão già nhìn thấy một Dương Diệp hoàn toàn khác trước.
đỏ như máu Dương Diệp. Toàn thân Dương Diệp đã biến thành màu đỏ như máu, tóc đỏ như máu, hai mắt đỏ như máu, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra sát ý vô cùng vô tận. Sau khi hắn đạt được mệnh cảnh đã chứng kiến qua rất nhiều người, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy sát ý nồng đậm như vậy. Dương Diệp nhấc lão già kia tới gần mình, giờ phút này, sắc mặt hắn rất dữ tợn khủng khiếp, đã không có cách nào diễn tả bằng lời được nữa. Ở trong ánh mắt của vô số người, Dương Diệp dùng kiếm ghim lão già ở trên cầu, sau đó hắn bắt đầu dùng kiếm lóc từng miếng thịt của lão già. Mỗi một kiếm hạ xuống, trên người lão già sẽ có một miếng thịt mỏng như cánh ve bay ra. Lão già cười gằn nói. Dương Diệp, ngươi sẽ làm như vậy sao? Dương Diệp không để ý tới lão già, hắn vẫn lóc từng miếng một. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh như băng của Dương Diệp bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Dương Diệp ta dùng mạng của mình thề sẽ giết sạch từng người ở thế giới này, ta sẽ làm cho tất cả mọi người ở thế giới này phải trả giá đắt. Nếu như ta làm không được, Dương Diệp ta bằng lòng gặp phải kiểu chết tàn nhẫn nhất trên thế giới, vĩnh viễn cũng không được siêu sinh. Vừa dứt lời, rất nhiều sát ý điên cuồng từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Giờ phút này, sát ý của Dương Diệp điên cuồng tăng vọt. Sát ý cùng kiếm ý khác nhau. Sát ý nâng cao không phải dựa vào tâm cảnh, mà là xem sát ý, khi sát ý của hắn đạt được tới cực hạn của bản thân, sát ý của hắn sẽ tăng lên. Đây cũng là lý do vì sao đến bây giờ sát ý của hắn vẫn chưa từng tăng. Bởi vì trước đó, sát ý của hắn chưa đạt được cực hạn. Mà bây giờ, sát ý của hắn không chỉ đạt được cực hạn, còn đột phá cực hạn này. Sát ý vô cùng vô tận. Giết! Sát niệm lớn nhất của Dương Diệp từ trước tới nay. Sát niệm cùng sát ý đã cường đại vượt qua bản thân Dương Diệp, bây giờ, kiếm ý cùng kiếm tâm thuần túy của hắn cũng không đè ép được sát ý cùng sát niệm này, phải nói là kiếm ý cùng kiếm tâm đã hoàn toàn bị sát ý cùng sát niệm trấn áp. Kiếm của hắn bây giờ là kiếm giết chóc, mà đạo của hắn cũng từ kiếm đạo biến thành sát đạo. Đạo giết chóc, ở trong sát ý vô tận, Dương Diệp cảm nhận được một lực lượng mạnh nhất từ trước tới nay. Dương Diệp ngừng lại, hai tay hắn vẫy vào trong không trung. Trong phút chốc, ở xung quanh hắn xuất hiện một kết giới mạnh mẽ. Không đúng. Là vực. Lực lượng của vực. Trước mặt Dương Diệp, lão già kinh hãi nhìn Dương Diệp. Sát vực, ngươi tự nhiên lĩnh ngộ sát vực. Sát vực. Không chỉ lão già, mọi người xung quanh đều kinh sợ. Dương Diệp đã nắm giữ kiếm vực, nếu như ở thêm sát vực thì chính là hai vực. Hai vực. Bọn họ đã chứng kiến qua uy lực của kiếm vực. Dưới mệnh cảnh gần như đều bị Dương Diệp giết chết trong nháy mắt. Một khi để cho Dương Diệp nắm giữ sát vực này, cộng thêm bây giờ hắn lại là sát ý cấp mệnh cảnh. Giờ phút này, bất chi bất giác vẻ mặt vô số người đã trở nên nghiêm trọng. Dương Diệp không để ý tới lão già, hắn đang cảm nhận vực xung quanh, ở trong vực này đầy sát ý vô cùng vô tận, còn có lực lượng vô cùng vô tận. Những sát ý lại giống như nguồn lực lượng khiến hắn có thể điên cuồng hấp thu. Mà ở trong sát vực này bao trùm, lão già kia cũng cảm giác không ổn. Ăn mòn. Những sát ý đang điên cuồng ăn mòn thần trí của hắn, dần dần, hai mắt của lão già cũng bắt đầu đỏ lên. Giết. Trong đầu lão già cũng xuất hiện ý nghĩ này. Bất kể lão già trấn áp thế nào, trấn tâm thế nào, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần ở bên trong kiếm vực của Dương Diệp, hắn lại không thoát được luồng sát ý này. Đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên thu lại sát vực. Hai mắt của lão già lập tức dần dần tỉnh táo lên. Nhưng đây không phải là chuyện tốt lành gì với hắn. Kiếm của Dương Diệp hạ xuống. Một kiếm lại một kiếm gọt thân thể của lão già, không bao lâu, cả cơ thể của lão già chỉ còn lại xương cùng đầu. Dương Diệp vẫn chưa bỏ qua, hắn cứng rắn rút ra linh hồn của lão già. Ngươi làm gì? Lão già hoảng sợ nhìn Dương Diệp. Linh hồn không thể so sánh với cơ thể, hắn có thể chống đỡ được nỗi đau trên da thịt, nhưng không nhất định có thể chống đỡ được nỗi đau trên linh hồn. Ở trong lòng bàn tay Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, cứ như vậy, Dương Diệp tiện tay ném đi, ngọn lửa này trực tiếp bao phủ linh hồn của lão già. A! À, ở đó, một tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng lên. Đúng lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó, ngọn lửa trên linh hồn lão già trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, những sát ý xung quanh Dương Diệp cũng bị trấn áp. Nhưng đúng lúc này, sát vực của Dương Diệp lại xuất hiện.
Lần này sát vực không chỉ bao trùm trên cầu, còn có không gian trong mấy trăm trượng xung quanh. Vô số người xung quanh hoảng hốt. Luồng sát ý cường đại này trực tiếp ăn mòn đại não của con người. Phải biết rằng bên trong sát vực này, cho dù là cường giả mệnh cảnh cũng không chống đỡ nổi. Giết! Xung quanh cầu đột nhiên vang lên từng tiếng gầm thét giận dữ. Rất nhanh, xung quanh trực tiếp chiến đấu. Tay phải của Dương Diệp vung lên, thanh kiếm chu trực tiếp xuyên thủng linh hồn của lão già kia. Thần hồn cũng bị diệt. Một vị cường giả mệnh cảnh lại bị tiêu diệt cả thần hồn như vậy. Dương Diệp cầm kiếm đi lên trên cầu, giờ phút này, hễ là Dương Diệp nhìn thấy người, hắn lại giết. Thấy ai giết kẻ đó. Sau khi kiếm ý cùng kiếm tâm bị trấn áp, đừng nói đến ai khác, thật ra chính hắn cũng không bình thường. Những người trong bóng tối tất nhiên sẽ không để cho Dương Diệp làm loạn như vậy, dù sao, hắn không phải Kỳ Bỉ Thiên. Rất nhanh, một lão già tóc trắng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đó chính là lão già lúc trước đã mang đi Tiểu Bạch cùng An Nam Tĩnh. Lão già tóc trắng nhìn đi tới Dương Diệp, vẻ mặt cũng có chút nghiêm trọng. Dương Diệp bây giờ, cho dù là cường giả mệnh cảnh cũng không dám khinh thường hắn. Sau khi sát ý đạt được mệnh cảnh, Dương Diệp đã hoàn toàn có thực lực chém giết cường giả mệnh cảnh. Đặc biệt trên tay hắn còn có thanh siêu thần khí chu này. Lão già tóc trắng trầm giọng nói. Dương Diệp, nếu như bây giờ ngươi không chống cự lại những sát ý kia, ngươi sẽ bị chúng ăn mòn, ngươi sẽ bị sát ý khống chế, mà không phải là ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già tóc bạc. Suy! Một đạo kiếm quang đỏ như máu lập tức lao tới. Lão già tóc trắng nheo mắt lại và giơ tay lên, một lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay hắn phát ra giống như nước lũ vậy. Lực lượng cường đại này cứng rắn ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp, nhưng bản thân lão già tóc trắng cũng bị chấn động lùi về phía sau trăm trượng. Không chỉ có vậy, sau khi sát vực của Dương Diệp này xuất hiện, chân mày hắn cũng nhíu chặt lại. Luồng sát ý quá nồng đậm. Nồng đậm đến mức hắn cũng có chút khó chống đỡ. Lão già tóc trắng không thể không lui lại mấy vạn trượng, rời khỏi phạm vi sát vực của Dương Diệp bao trùm. Nhìn toàn thân Dương Diệp đỏ như máu ở phía xa, vẻ mặt lão già tóc trắng càng thêm nghiêm trọng. Sát ý này của Dương Diệp còn đang tăng trưởng. Sát ý này tuyệt đối không dừng lại mệnh cảnh. Nó vẫn đang điên cuồng tăng lên. Phía xa, Dương Diệp không ra tay với lão già tóc trắng này, ở trong ánh mắt của vô số người, hai tay Dương Diệp cầm kiếm cắm xuống cây cầu kia. Suy! Dưới chân của Dương Diệp, cây cầu bắt đầu nổ tung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt lão già tóc trắng có sát ý tuôn ra. Các vị, người này phải chết, nếu như các vị còn e ngại này e ngại kia, sợ rằng ngày sau chúng ta sẽ còn phải trả giá đắt hơn nữa. Phía chân trời không có câu trả lời. Phía xa, Dương Diệp còn đang hủy cầu. Lão già tóc trắng trầm giọng nói. Các ngươi quả thật dám để cho hắn trưởng thành lên sao? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, một khi người này đạt được mệnh cảnh, đạt được trình độ của các ngươi, khi đó, lấy tính cách của hắn, lấy thực lực của hắn, các ngươi quả thật có thể ngăn cản được hắn sao? Vậy thì giết đi. Đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên. Tất cả hậu quả sẽ do thế giới Thủy Nguyên Địa cùng Vĩnh Hằng Quốc cùng gánh chịu. Rõ ràng là hai phe liên thủ. Sau khi lời nói này kết thúc, lúc này, một cây trường mâu màu đen đột nhiên lóe lên. Trong phút chốc, suy, thanh trường mâu này trực tiếp xuyên thủng trước ngực của Dương Diệp, cả người Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Một trong mấy người đỉnh phong nhất thế gian ra tay. Chủ nhân thần cư. Dương Diệp rơi vào trên cầu, thanh trường mâu vẫn cắm ở trước ngực của hắn. Tuy bây giờ hắn có được sát vực, sát ý cũng đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng đối với mấy người đỉnh phong nhất trên thế gian này thì còn xa mới bằng được. Dù sao, trong những người này có vài người cùng một thời đại với Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp rơi xuống mặt đất lại chậm rãi đứng lên, hai tay hắn cầm thanh trường mâu như muốn rút ra, nhưng bất kể hắn dùng sức thế nào cũng không thể rút ra được. Nó giống như mọc từ trong máu thịt của hắn ra vậy. Theo thanh trường mâu này xuất hiện, sát vực của Dương Diệp cũng lập tức bị phá đi, vô số người xung quanh lập tức khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên đã có một ít người chết. Đi! Sau khi những người này ở đây khôi phục bình thường đều thoát khỏi đó. Lúc này, trên cầu đã xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo bào đen. Nam tử trung niên chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp.
người này chính là chủ nhân thần cư. Cũng chính là một trong mấy người đỉnh phong nhất của là thế giới này, không phải nói là vũ trụ này. Chuộc nhân thần cư liếc nhìn toàn thân Dương Diệp đỏ như máu, sau đó nói. Xem ra nàng chắc chắn sẽ không xuất hiện lần nữa. Đương nhiên, cho dù xuất hiện cũng không sao. Lần đầu tiên bọn họ không chuẩn bị, nhưng bây giờ bọn họ đã chuẩn bị cho tình hình xấu nhất rồi. Lần này, không phải Thủy Nguyên Địa, mà là Thủy Nguyên Địa cộng thêm Vĩnh Hằng Quốc. Chủ nhân thần cư nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tuy có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, tuy nhiên cũng không có cách nào, bất kể thế nào, tất cả những điều này đều cần phải kết thúc. Vừa dứt lời, hắn lại muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Nhìn thấy người này, chủ nhân thần cư lập tức nhíu mày. Nhìn thấy người này, chủ nhân thần cư lập tức nhíu mày. Người vừa tới không phải là người khác, chính là hoang tộc hoang đế. Chủ nhân thần cư trầm giọng nói. Hoang đế, ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng. Ha ha! Hoàng đế mỉm cười và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Giáo chủ hồn giáo, người đứng đầu Vĩnh Hằng, còn mấy lão bất tử này nữa. Ồ, không ngờ được ngay cả kinh tiên sinh kia cũng tới. Cha cha, không được rồi, hôm nay, người cường đại nhất, nổi danh nhất thế giới này gần như đã tới 7-8 phần. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Dương tiểu hữu, mặt mũi người thật sự rất lớn đấy. Dương Diệp không trả lời, hắn đang điên cuồng rút thanh trường mâu này ra, nhưng, không quan tâm hắn dùng sức thế nào, vẫn không có cách nào rút nó ra được. Trước mặt hoàng đế, chủ nhân thần cư khẽ nói. Hắn còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Hoàng đế cười nói. Đương nhiên, tuy nhiên, ta phải nói một câu, mặc dù bây giờ hắn không có, nhưng không có nghĩa là sau này không có. Chủ nhân thần cư khẽ nói. Hắn có lẽ sẽ không có sau này nữa. Đương nhiên, nếu như hoàng đế các hạ ra tay, lấy thực lực của các hạ thì hắn vẫn có thể có sau này, chỉ có điều các hạ phải suy nghĩ kỹ đi. Hoàng đế khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ, nếu ta ra tay, Vĩnh Hằng Quốc sẽ cao hứng nhất. Bởi vì cứ như vậy, thế giới Thủy Nguyên Địa các ngươi sẽ đứng ở phía bọn họ, đúng không? Chủ nhân thần cư không nói gì. Hoàng đế mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tay phải hắn nhẹ nhàng đè xuống Dương Diệp, rất nhanh, sát ý toàn thân của Dương Diệp đều bị hắn chân áp trở lại. Dương Diệp khôi phục lại bình thường. Nhưng hai mắt hắn vẫn đỏ như máu. Sát ý bị chân áp, nhưng sát niệm vẫn còn. Hơn nữa, sát ý trong cơ thể hắn còn đang dục dịch. Hoàng đế liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương tiểu hữu, đã lâu không gặp. Dương Diệp không nói gì. Hoàng đế cười nói. Ta lại đi thẳng vào vấn đề, ta luyến tiếc nhân tài, như vậy đi, người đáp ứng ta một việc, ta lại dẫn người đi. Người yên tâm, ta nói dẫn người đi thì nhất định có thể dẫn người đi. Nghe vậy, mấy khí tức đột nhiên khóa ở trên thân của hoàng đế. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười ha ha. Không cần khẩn trương, giao dịch của chúng ta còn chưa bắt đầu, chờ hắn đáp ứng, các ngươi ra tay cũng không muộn đâu. Trước mặt hoàng đế, chủ nhân thần cư trầm giọng nói. Hoàng đế, ta biết ngươi có thiên phú dị bẩm, còn từng đi qua chỗ đó, thậm chí đã giao đấu cùng đối phương. Nhưng ngươi lại thật sự tự tin vào chính mình như vậy sao? Ngươi cảm thấy có thể lấy một địch lại tất cả đám người chúng ta sao? Hoàng đế cười nói. Cái này tạm thời chưa nói tới. Hắn nhìn về phía Dương Diệp và dùng huyền khí truyền âm. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha linh tổ này. Cùng ta quay về hoang tộc, ta có thể thay ngươi ngăn cản áp lực đến từ Vĩnh Hằng Quốc. Yên tâm, linh tổ này sẽ ở trong tay thế giới Thủy Nguyên Địa, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tổn thương nàng. Sẽ không làm tổn thương nàng. Dương Diệp cười gằn nói. Hoàng đế, ngươi đang đùa giỡn với ta sao? Bọn họ còn không làm tổn thương đến nàng. Không, bọn họ đã tổn thương nàng. Hoàng đế nói. Dương Diệp, ta có thể vì ngươi đối địch với Vĩnh Hằng Quốc. Bởi vì ta coi trọng thiên phú của ngươi nên mới bằng lòng mạo hiểm một lần. Nhưng nếu như ngươi không buông tha linh tổ, hoàng tộc ta lại phải đối mặt với cả thế giới Thủy Nguyên Địa và Vĩnh Hằng Quốc, tuy ta không khiếp sợ người hai phe bọn họ, nhưng nước ở thế giới này có hơi sâu, ta không muốn rơi vào trong đó. Nếu như ngươi đáp ứng buông tha linh tổ này, ta mang đi ngươi, thế lực của thế giới này sẽ không trở mặt với ta,
ta không muốn rơi vào trong đầm nước này, bọn họ cũng không muốn rơi vào trong chuyện của ta với Vĩnh Hằng Quốc. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Dương Diệp lắc đầu. Xin lỗi, ta không thể buông tha nàng. Hoàng đế nhíu mày. Bây giờ ngươi buông tha nàng thì còn có mạng sống. Nếu ngươi không buông tha thì ngươi sẽ chết, kết quả của nàng cũng sẽ không tốt hơn. Dương Diệp lắc đầu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chết. Cùng chết, hắn sẽ không bỏ rơi Tiểu Bạch, sẽ không bỏ rơi Nhị Nha, sẽ không bỏ rơi An Nam Tĩnh. Nếu như không cứu được các nàng ra, vậy hắn lại chết cùng các nàng. Cổ Hủ. Không. Dương Diệp biết rất rõ ràng nội tâm của mình, còn hiểu rõ ràng tình cảnh trước mắt. Buông tha đám người Tiểu Bạch, đúng vậy, hắn có thể tìm cho mình một lý do rất tốt, ví dụ như giữ lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt, hoặc sống sót lại có hy vọng. Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là mượn cớ. Vì tìm lý do cho mạng sống của bản thân. Nếu như bây giờ hắn rời đi, các nàng sẽ phải làm thế nào? Các nàng sẽ phải tuyệt vọng tới mức nào? Tiểu Bạch tin tưởng hắn như vậy, Nhị Nha tin tưởng hắn như vậy, An Nam Tĩnh quan tâm tới hắn như vậy, hắn là tất cả của các nàng. Nhị Nha không có người thân, cho tới nay Tiểu Bạch đều xem hắn là người thân nhất, An Nam Tĩnh cũng mất người thân, nàng vì hắn thậm chí có thể buông tha võ đạo. Còn hắn làm sao có thể buông tha các nàng vào lúc này được? Nếu không thể cùng nhau sống, vậy thì cùng chết. Đây là điều hắn có thể làm. Hắn đã cố gắng hết sức. Nếu quả thật không thể cùng đi, vậy thì cùng chết. Hắn chỉ muốn mình cố gắng lớn nhất, dùng hết lực lượng của mình, cho dù là chết, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Bởi vì nếu như lựa chọn buông tha, hắn cũng không nhất định sống tới bây giờ. Trước mặt Dương Diệp, Hoàng đế nhìn hắn rất lâu rồi đột nhiên nở nụ cười. Hoàng đế khẽ lắc đầu, tay phải hắn vỗ nhẹ vài cái vai của Dương Diệp. Cả đời hoàng đế ta đã chứng kiến qua rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, trong hoàng tộc ta cũng có rất nhiều. Nói thật ra, cái gọi là thiên phú gì đã thật sự không quan trọng từ lâu. Rất nhiều người có thiên phú không tệ, nhưng làm người lại không được tốt lắm. Ngươi là một người chí tình chí tính, ở trước sống chết vẫn có thể tuân theo tâm tư của mình, không lừa gạt mình, không mượn cớ cho mình, thật sự không tệ, tốt vô cùng. Hắn nhìn lướt qua xung quanh. Ta nói có thể không dễ nghe. Nhiều người như vậy bắt nạt một vãn bối, các ngươi không sợ bị chê cười, nhưng ta sợ. Vừa dứt lời, hoàng đế lắc người và trực tiếp biến mất. Sau khi hoàng đế biến mất, Dương Diệp nhìn về phía chủ nhân thần cư. Có thể cho ta gặp mặt các nàng lần cuối không? Chủ nhân thần cư im lặng, thoáng cái, hắn vung tay phải lên. Rất nhanh, Nhị Nha, An Nam Tĩnh cùng với Tiểu Bạch xuất hiện ở đó. Tuy nhiên, các nàng đều bị một lực lượng thần bí trói buộc. Khi thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch bỗng chốc lại khóc òa. Lỗ thủng trên trán nàng vẫn còn đang chảy máu. Nhìn Tiểu Bạch, trái tim Dương Diệp vô cùng đau đớn, cảm giác đau đớn này chỉ từng xuất hiện khi mẫu thân hắn chết. Dương Diệp cố nặn ra một nụ cười. Nhị Nha, Tĩnh Nhi, Tiểu Bạch, lần này, ta đã khiến cho các ngươi phải thất vọng rồi. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nàng biết Dương Diệp đã cố gắng hết sức. Nhị Nha lạnh lùng nhìn xung quanh. Dương ca, không có việc gì, không phải chỉ là chết thôi sao? Nhị Nha ta không sợ. Đám người xung quanh, các người nghe rõ cho ta, các người dám đối xử với Tiểu Bạch như thế, nếu như Nhị Nha ta có thể sống, ta nhất định sẽ xé các ngươi. Nhất định sẽ làm vậy. Nhị Nha gần như gào lên. Nhị Nha cũng tức giận. Khi thấy Tiểu Bạch bị đối xử như vậy, Nhị Nha thậm chí muốn hủy diệt thế giới này. Bên cạnh Nhị Nha, Tiểu Bạch không khóc nữa. Nàng nhìn thấy Dương Diệp thì sẽ không sợ. Nàng thật sự không sợ. Bởi vì Dương Diệp ở đây rồi. Dương Diệp tuét miệng cười. Đừng sợ, không quan tâm xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ ở cùng các ngươi. Lúc này, chủ nhân thần cư trước mặt Dương Diệp nhìn lướt qua phía chân trời, thần thức của hắn thi triển ra, nhanh chóng che phủ tất cả thế giới thủy nguyên địa. Nhưng thần thức của hắn lục soát, vẫn không có phát hiện ra người mình muốn tìm. Sau một lúc lâu, chủ nhân thần cư thu lại thần thức và nhìn về phía Dương Diệp trước mặt. Xem ra, vị kia sẽ không xuất hiện. Nếu nàng không xuất hiện, vậy ngươi thật sự có thể đi chết đi. Vừa dứt lời, tay phải của chủ nhân thần cư hơi xoay tròn, trong phút chốc, thanh trường mâu này trước ngực Dương Diệp bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, khuôn mặt Dương Diệp trực tiếp vặn vẹo. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung.
nghe nói các ngươi đang tìm ta. Chủ nhân thần cư nheo mắt và bỗng nhiên quay đầu lại, trên lan can cầu bên phải hắn chẳng biết đã xuất hiện một tiểu nữ hài từ lúc nào. Vẫn là tiểu nữ hài trước đây. Chỉ có điều, tay phải của tiểu nữ hài này đã không còn. Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu nữ hài này chính là Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Dương Diệp và tuét miệng cười. Đánh một trận, đánh thua nên mất một tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 179.